Chương 292, Cứu Viện Phủng Nguyệt Sơn phương hướng mơ hồ truyền đến vài tiếng bạo tạc tiếng vang về sau, một đạo xanh biết quan mang liền từ chân trời bay tới. Tống vô cực rơi vào doanh địa, một mặt kỳ quái ngồi ở đống lửa trước. Cũng không để ý sẽ mấy người, sẽ ở đó nhíu mày lầm bầm liên tiếp không nên, không có khả năng, đây không phải ta biết thanh lục loại hình nói. Trần Mộc cũng không còn dám đánh nghe tình hình cụ thể. Nhìn biểu hiện này liền biết, Tống giám viện chạy tới đánh nhau không có làm thắng. Lúc này nghe ngóng, đây không phải là trên vết thương xác muối à, vạn nhất hắn không trả trả tiền làm sao bây giờ. Nghỉ ngơi một ngày, tống vô cực lại bay đi phủng Nguyệt Sơn đánh nhau. Lần nữa sau khi trở về, trên mặt vẫn là bộ kia kỳ quái không dám tin bộ dáng. Trần Mộc ngược lại không lo lắng. Vị này tống giám viện mặc dù chơi không lại tuyết yêu thanh lục, nhưng tối thiểu có thể bảo đảm ở bản thân mình đã chủ nợ có thế thật tốt còn sống, Trần Mộc cũng liền theo hắn giày vò. Chỉ là mỗi lúc trời tối phát động bảy phách quy nguyên, quan sát bốn phía, sợ lại bị mê hoặc. Võ Sơn Lục Huynh Mùi không có chút nào lời oán giận. Thậm chí còn có chút phối hợp. Bọn hắn cũng bị trước đó lâm vào ảo cảnh trải nghiệm dọa cho sợ rồi. Lại hai ngày sau, Tổng Giám Viện tự hồ tìm được phương pháp mang theo một mực dấu ở dưới mặt đất ngủ lạnh nguyệt thiềm cùng đi phủng nguyệt sơn. Không bao lâu, bọn hắn liền nghe đến oa 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 trung trời tiếng kêu. Lần này phương án rất hữu dụng. Xế chiều hôm đó thì có hơn 10 người tới núi thấp. Từng cái áo xám đoạn đã, sắc mặt tiêu tụy. Trần Mộc cũng không nhận ra. Nhưng nhìn mấy người ăn mặc, cũng biết đều là hạ viện trồng trọt đệ tử. Nghe nói đều là tại chân núi đệ tử chạng vạn tối, bên đóng lửa, võ nếu nói ra nàng tìm hiểu đến tin tức. Bởi vì trong tay túng quẩn, đều không đi đạo tràng. Bởi vì khoảng cách lãnh nguyệt đầm xa, cho nên bị ảnh hưởng nhỏ, lúc này mới trước hết nhất tránh thoát ảo cảnh. Trần Mộc trong lòng hiểu rõ. Về sau mấy ngày, nương theo oa 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 như sấm sét tiếng kêu, lần lượt có người đi tới núi thấp phụ cận. Thậm chí còn gặp được thượng hoang cùng hách lão bọn hắn đi theo mặt vô chu một đợt xuất hiện. Tiểu Mộc, ngươi vậy trốn ra được, quá được rồi. Hách lão cả người đều gầy đi trông thấy, hai mắt vằn vện tia máu, tràn đầy kích động nhìn Trần Mộc. May mắn đào thoát. Trần Mộc vậy một mặt cảm khái. Hắn vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại vị này hàng xóm cũ nữa nha. Nhờ có tiểu mạc. Hách lão tràn đầy may mắn là hắn phát hiện vấn đề, đã cứu chúng ta, không phải căn bản chèo chống không đến tống giám viện xuất thủ, chúng ta liền đã tán thân tại Phủng Nguyệt Sơn. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía cách đó không xa mạc vô chu. Đối phương bên người tụ tập mấy chục cái hạ viện đệ tử, tất cả đều là bị đối phương cứu ra người. Trần Mộc không khỏi bội phục. Tại tuyết yêu ảo cảnh bên trong, đã có thể bảo đảm ở bản thân, liệu có thể cứu bên dưới nhiều người như vậy, quả thực có chút thủ đoạn lại nhìn bên cạnh hắn những người kia mặt mũi tràn đầy kính trọng. Hoàn toàn lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó biểu lộ. Trần Mộc không khỏi nhíu mày. Không hổ là hạ viện mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài, thật nhân vật chính A. À. Chạng vạn tối, từng đống đống lửa tại núi thấp sườn núi nơi cháy lên. Bên đầm nước doanh địa một khuếch trương lại khuếch trương, đã có 70, 80 người tại đầm nước xung quanh. Trần Mộc nhường ra vị trí cũ, lưu cho tống vô cực. Mạc vô chu cùng mấy cái trốn tới hạ viện đều quản, vậy tụ ở nơi đó. Trần Mộc Chung Quy là cái trạch nam tính tình, không quen cùng quá nhiều người xa lạ ở cùng một chỗ. Thế là tìm cái tới gần sơn nam biên giới vị trí xây dựng cơ sở tạm thời. Không ai chú ý, tự tại. Đóng lửa trước, Trần Mộc nhắm mắt dưỡng thần. Chập chờn ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn bên trên lúc sáng lúc tối, hắn tiếc núi nhìn trước mắt hư không xuất hiện tường xám. Nuôi linh chú, cực hạn, khoảng cách lần trước thăng cấp, đã qua đi hơn một tháng. Tại đạo tràng lúc, hắn phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện nuôi linh chú, kinh nghiệm cứ như vậy bị dần dần xoát đầy, đáng tiếc chỉ có tam giai. Nếu là giống ngũ quỷ túi một dạng, nhiều một chút nhi cấp bậc nhiều một chút nhi năng lực vậy thì càng tốt nha. Trần một lòng tham chưa đủ nghĩ đến bất quá đơn nhất cũng có đơn nhất chỗ tốt trước hai giai nuôi linh chú nói gọi nuôi linh càng giống là gọi linh gọi hành pháp khí nguyên bản thì có linh tính viên mãn nuôi linh chú mới tính có danh phù kỳ thực năng lực nuôi linh một loại dùng để thay ngán sai sót ngẫu nhiên linh tính bí thuật linh tính càng mạnh pháp khí uy lực lại càng mạnh tự hồ pháp khí này luyện chế ban đầu liền định ra rồi loại này thăng cấp lộ tuyến từ loại này có thể trưởng thành tính nhìn lại, kiện pháp khí này lại rất không tầm thường. Tương lai bất khả hạn lượng. Nhìn thấy các vị ca ca tỷ tỷ có thể thuận lợi đào thoát, trong lòng ta cao hứng a. Trần Mộc vừa mở mắt ra, liền thấy bây giờ thân cao 2 mét, nhân cao mã đại thượng hoàng chính liếm láp mặt cùng võ sơn lục huynh muội chấp nối. Hắn thần thần bí bí xích lại gần mấy người bên cạnh nhỏ giọng nói. Vừa rồi công tôn tiên sinh liên hệ ta, nói hắn đã thành công đào thoát, ngay tại chúng ta doanh địa một gốc nào đó. Hắn còn để chúng ta trước tập hợp một chỗ, thuận tiện lão nhân gia ông ta thống nhất an bài hành động. Chúng ta lần trước hợp tác rất vui sướng. Công tôn tiên sinh biết rõ về sau phi thường hài lòng. Nói chúng ta liền nên chân thành hợp tác, có tiền đại gia kiếm. Thượng hoang một mặt tự nhiên chậm rãi mà nói. Võ sơn lục huynh mùi nhìn một chút làm như có thật thượng hoang lại nhìn một chút cách đó không xa bên đống lửa trần mộc mặt mũi tràn đầy đều là cổ quái mập mạp này không biết người trước mắt này chính là công tôn tháng sao kéo gia hổ kéo đại kỳ bản sự quả thực thâm hậu a à. bọn hắn hơi kém liền muốn tin rồi chú ý tới mấy người ánh mắt thường hoang một mặt giật mình vị này chính là ta tiểu huynh đệ thân cận rất biết rõ chúng ta sự tình cũng không sao thường hoang ngồi vào trần mộc bên người ông trần Mộc bả vai một mặt hai ta quen biểu lộ hắn chính là ta nói với các ngươi vị kia có thể so với bác trân lâu bếp trưởng bằng hữu hôm nay cơm tối để hắn bộc lộ tài năng các ngươi liền biết ta nói không giả nha thượng hoang ruột để ngoài da vỗ trần Mộc bả vai sáu người không khỏi ghé mắt ngươi mẹ nó là thật dũng a à. ta không đói bụng ngại kế lúc này hô to nhìn xem trần Mộc mặt không cảm giác mặt mồ hôi lạnh lập tức liền xuống hôm nay liền ăn hai cái điểm tâm trời đều chậm làm sao có thể không đói bụng thượng hoan nhiệt tình như lửa chợt lại nhỏ giọng cho trần Mộc nói huynh đệ ngươi phải giúp ca ca ta a à? trần Mộc liếc mập mập chết bầm này liếc mắt lấy trước kia là muốn muốn hỏi thăm ngươi tin tức này mới khiến ngươi ăn nhờ ở đầu lúc này còn muốn để cho ta giúp ngươi giữ thể diện ta đưa tiền cái này cái này liền có chút khó làm nha thượng Hoang cười hắc hắc duỗi ra ba cái ngón tay ba cái bạch ngọc tiền trần một lúc này liếc mắt nhìn về phía thượng Hoang. ta xem ngươi là nghĩ mù tâm ta hiện tại xuất thủ chính là tám ngàn hơn vạn bạch ngọc ngươi liền lấy ba cái bạch ngọc tiền đến đuổi ta chúng ta thật sự không đói bụng ngại kế hoảng sợ hô to cái này nếu là thật ăn bữa cơm này bản thân có thể hay không bị rút tâm thần chi lực rút đến chết mỗi người ba cái Thượng Hoang cắn răng nói. Trần Mộc quay đầu mặt không cảm giác nhìn ngại kế liếc mắt. Không, ngươi đói bụng. Ngải kế. Ngươi đi đi săn, giết, thanh tẩy, ta chỉ phụ trách thịt nướng. Trần Mộc lại quay đầu nhìn về phía Thượng Hoang đạo. Không phải là vì một chút kia bạch ngọc tiền, chủ yếu là hôm nay nuôi linh chú viên mãn, nhất định phải ăn bữa ngon khánh hạ khánh chúc. Được rồi. Ban đêm. Bên đóng lửa, trần mộc dẫn theo đầu hưu nướng chân cho mình tước đầy cả một cái mâm gỗ thịt nướng phiến một bên chậm rãi ăn một bên đưa tay tiếp nhận thượng hoang đưa tới vải xám túi ít đi ba cái trần mộc thản nhiên nói tám người hai mươi bốn mai không sai a à? thượng hoan không hiểu thấu chín người trần mộc thản nhiên nói chín người cũng coi như thượng Hoàng không thể tin ngươi cứ nói đi Thượng Hoang không thể không mặt mũi tràn đầy thịt đau lại móc ra ba cái bạch ngọc tiền. Ba năm trước đây, hắn toàn bộ giá trị bản thân cũng còn không có 27 mai. Bây giờ một bữa cơm liền cho họa họa. Đau lòng. Trần Mộc hài lòng thu hồi. Thịt mũi cũng là thịt A, năm ngoái hắn bán định thần hoàng. Một tháng cũng mới kiếm 60 bạch ngọc tiền. Một bữa cơm liền kiếm được gần nửa thu nhập hàng tháng, không ít nha mà lại gần nhất lại vừa cho mượn đi một, năm một, sáu vạn bạch ngọc tiền, trong lòng thực có chút hoảng. Cũng không biết tống vô cực có thể hay không quyệt nợ. Võ Sơn Lục Huynh mùi vùi đầu ăn thịt, không dám ngẩng đầu nhìn. Thật lâu, võ như mới kiên trì mở miệng. Giống trước đó mấy ngày một dạng, giảng thuật nàng sưu tập đến tin tức. Phủng Nguyệt Sơn Thượng Phong Tuyết đã vượt qua lãnh Nguyệt Phường, bắt đầu hướng Sơn bên dưới lan tràn. Vị kia phù đều viện còn không có tin tức có người nói hắn thất thủ trong đó cũng có người nói hắn sớm chạy tống giám viện đệ tử lương dịch vẫn như cũ không có ra tới khả năng trần Mộc sắc mặt nhìn không tốt hai vị ngưng khiếu a cái này thanh lục tuyết yêu có phải là thật lợi hại một chút hắn lại ngẩng đầu nhìn không đến trăm người doanh địa không khỏi thở dài phủng nguyệt sơn hạ viện xem như xong cũng không biết có thể hay không giải tán có truyền ngôn nói tống giám viện dự định giải tán hạ viện sở dĩ còn ở nơi này bất quá là vì cứu hắn đồ đệ võ như nhỏ giọng nói trần mộc không khỏi nhíu mày như tống vô cực thật trực tiếp bỏ gánh rời đi đâu bọn hắn cái này hơn trăm người nghĩ an toàn đi ra cái này rừng sâu núi thẳm cũng khó khăn nhiều tồn một chút vật tư làm tốt xấu nhất dự định đi Chương 293, Bí thuật Ba ngày sau Lương dịch cuối cùng đi tới núi thấp Hắn còn mang ra 70, 80 người đội ngũ Thành viên vì hạ viện các nơi đều quản Đội trưởng, tuần tra viện tuần chiếu Công việc vặt viện văn thư Tương đương với mang ra hạ viện non nửa hạch tâm nhân viên Lần này hẳn là không cần giải tán hạ viện rồi Trần Mộc buông lỏng một hơi Ngọc Chủng trở xuống phổ thông đệ tử có thể tùy thời vứt bỏ. Nhưng những này Ngọc Chủng trở lên, linh quan, phá vọng tu vi đệ tử, đều là người tốt vô cùng lực tài nguyên. Chỉ cần tìm được một khối địa bàn, có những người này ở đây. Tùy thời đều có thể một lần nữa dựng một cái hạ viện. Đương nhiên sẽ không tùy ý giải tán vứt bỏ. Về sau ba ngày, Tống Vô Cực mỗi ngày tiến về Phủng Nguyệt Sơn nếm thử, đồng đều đã thất bại chấm dứt không còn người đến đây núi thấp. Trần Mộc dâng lên ngũ quỷ âm hồn, xa xa nhìn xem trắng lóa như tuyết phủng nguyệt sơn. Mấy ngàn hạ viện đệ tử, tổng cộng ra tới không đến 300 người. Những người khác đem hóa thành tuyết khôi, sau chết rồi còn thảm. Trần Mộc không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Đại Lương. Vì sưu tập thiên cơ lệnh, Đại Lương cao tầng bỏ mặt chiến loạn, đồ thành sự tình thường có phát sinh. Tương tự là chết một lần một mảnh nơi nào thế đạo cũng không an toàn trần mộc thở dài còn phải tiếp tục luyện chỉ có thực lực càng mạnh tài năng ở nơi này rung chuyển trong loạn thế bảo toàn tính mạng đột nhiên một đôi to lớn màu đỏ như thủy tinh con mắt tại trong gió tuyết như ẩn như hiện trần mộc tâm thần nhoáng một cái da đầu lập tức một nổ lập tức thu hồi ngũ quỷ âm hồn tuyết yêu thanh lục mạnh hơn trần mộc không dám nhìn nữa lập tức bắt đầu thu nạp vật tư, tùy thời chuẩn bị chạy trốn lại hai ngày, núi thấp doanh địa phụ cận nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Được cứu vớt sau vui sướng vui chơi đám người lập tức an tĩnh lại, từng cái trong mắt đều nổi lên sợ hãi bất an. Hiển nhiên, tuyết yêu thanh lục ảnh hưởng phạm vi làm lớn ra. Cùng ngày, Tống vô cực lần nữa không công mà lui về sau, cuối cùng quyết định dẫn người rời đi. Ban đêm, doanh địa biên giới Trần Mộc ngồi ở bên đống lửa trầm mặt không nói. Mạc Vô Chu đột nhiên đến thăm. "Công tôn sư đệ, người giấu có thế đủ sâu." Mạc Vô Chu một tấm cứng đờ trên mặt không chút biểu tình, thanh âm lại tràn ngập nghiền ngẫm. Trần Mộc thần sắc chưa biến. Đụng phải tống vô cực, tu vi của hắn liền giấu không được. Đang nhìn bên cạnh mình võ sơn lục huynh mỗi đám người, Mạc Vô Chu lập tức liền có thể đoán ra hắn chính là Công tôn Thắng bất quá là chút bảo mệnh tiểu thủ đoạn mà thôi trần mộc thẳng nhiên thừa nhận đưa tay chỉ đối diện mời mạc vô chu tọa hạ mạc sư huynh tới đây là ta là thay lương sư huynh tới mạc vô chu ngồi ở trần mộc đối diện nói lương sư huynh biết rõ ngươi không thích trương dương nếu là tự mình đến tìm ngươi sẽ dẫn tới đại gia chú ý ánh mắt lương sư huynh cân nhắc chu toàn trần mộc nói cảm tạ hắn xác thực không muốn trở thành đám người tiêu điểm sư huynh nói đa tạ sư đệ viện thủ giúp giám viện đại ân để cho ta cho ngươi nói lời cảm tạ nói liền ném cho trần Mộc một cái giới tử phù ta cũng là hạ viện đệ tử trợ giúp giám viện chuyện đương nhiên trần Mộc tiếp nhận giới tử phù trực tiếp thu nạp vào tay áo cũng không còn xem xét lúc trước mặt dù hết lớn chín ra mười ba về nhưng rốt cuộc là nhất thời nói đùa tống giám viện cho bao nhiêu hắn đều được thu có chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh không biết trần mộc chần chờ chốc lát nói nhưng là muốn hỏi rõ ngày lên đường sau mục đích mạc vô chu một mặt hiểu rõ bộ dáng cái này không có gì không thể nói là thiên hà thủy phủ chúng ta tương lai một đoạn thời gian có thể muốn tạm thời đợi tại thiên hà thủy phủ mạc vô chu thống khoái đến nếu là đi thiên hà thủy phủ, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung, trọng sơn đạo. Trần Mộc không khỏi lo lắng. Không sao. Mạc vô chu khoát tay. Tống sư bá nói, Đông ly đạo chủ cùng bạch tháp chân nhân ngươi truy ta đuổi, đã biến mất gần một năm. Tại kết quả cuối cùng ra tới trước đó, ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại trọng sơn đạo tới đây mục đích đúng là vì cướp đoạt tài nguyên sản xuất địa bọn hắn hiện tại đang bận đối cướp đến tay tài nguyên tiến hành cải tạo căn bản là không có tinh lực để ý tới chúng ta trần một lập tức buông lỏng một hơi rừng cây ghé qua đối bọn hắn những người này mà nói cũng không lạ lẫm một năm trước bọn hắn chính là chỗ này a trèo non lội suối đi tới phủng nguyệt sơn lần này nhân viên càng ít hành trình ngược lại an toàn hơn người ít tống vô cực chiếu kháng đội ngũ liền nhỏ có thể kịp thời ứng đối trong rừng nguy cơ. Mà lại trừ trên trời tung bay tống vô cực. Dưới mặt đất vậy còn cất giấu cái lãnh nguyệt thiêm. Một cái ngưng khiếu cao nhân, một cái khai khiếu đại yêu, an toàn đã không còn vấn đề. Có thể ăn cơm ngược lại thành vấn đề lớn. Lúc trước có thể đào thoát phủng nguyệt sơn đều đã là may mắn, nơi nào sẽ chuẩn bị kỹ càng đi xa vật tư. Đi sang mặc dù không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải tìm tới con mồi Giám viện, coi như ta đem tất cả vật tư đều lấy ra Vậy không căng được mấy ngày à Bên đóng lửa, trần mộc một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đối diện mập lùng thân ảnh Không nghĩ tới người cái này tham tài tiểu quỷ lại còn có thủ đoạn này Tống vô cực bưng lấy một mâm cá chưng làm Một bên bẹp miệng một bên tán thưởng Ngài vừa ăn cơm của ta, một bên lại muốn mạnh chinh ta lương ngài cảm thấy cái này thích hợp sao trần mộc bất đắc dĩ vậy ta một đường đường ngưng khiếu cao nhân hướng ngươi mua một chút dự trữ lương ngươi cũng không cho ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao tống vô cực mắt liếc thấy trần mộc cái này mẹ nó chính là ỷ vào tu vi chơi xấu a à? trần mộc không có cách nào hắn không cho cũng phải cho a à? tống vô cực cười hắc hắc một mặt lưu manh bộ dáng không lấy không ngươi giá thị trường ba lần cái này giả ngoại hoang vu tiền nơi nào có cơm đáng tiền trần mộc phàn nàn ngươi liền nói có cho hay không đi cho trần mộc bất đắc dĩ gật đầu chợt cũng không từ hiếp mắt tiền ta liền không muốn có thể hay không cho ta đổi một chút khác đồ vật ngươi muốn cái gì tống vô cực hồ nghi nhìn xem trần mộc đầu tiên nói trước một điểm dị thú thịt lại thế nào tăng giá cũng phải có cái cực hạn trần mộc cười hắc hắc cho ta đổi thành bí pháp thế nào? Ngươi muốn cái gì bí pháp? Tống vô cực trong lòng buông lỏng. Hạ viện truyền kinh viện vẫn đang bán bí thuật bí pháp, công khai ghi giá, cũng không sợ tiểu tử này đen hắn. Luyện đan, luyện khí, có thể kiếm tiền bí pháp. Trần Mộc cười tủm tỉm. Không có khả năng. Tống vô cực trừng mắt Trần Mộc, ngươi tồn chính là thịt cá. Cũng không phải thịt trồng. Luyện đan, luyện khí bí pháp, đây chính là thật nhiều người đánh vỡ đầu đều muốn bí pháp. Một đống gì thú cá khô đã muốn đổi đi. Ý nghĩ hảo huyền. Nếu là ta thay ngài giải quyết rồi đội ngũ vấn đề thức ăn đâu? Trần Mộc cười hắc hắc. Hơn 300 người vấn đề ăn cơm, người có thể giải quyết. Tống vô cực một mặt không tin. Ngài hãy nói đổi hay không đi. Trần Mộc học tống vô cực, vậy bày ra một mặt lưu manh bộ dáng. Đổi. Tống vô cực cắn răng nói. Nếu là kê lung đạo vượt trên trọng sơn đạo, hắn trở lại kê lung sơn, tự có thể đạt được vốn có tài nguyên hạng ngạch. Như kê lung đạo sự tình không thuận, trong tay những đệ tử này, chính là hắn đông sơn tái khởi tiền vốn. Chỉ cần tìm được một nơi mới địa linh nguyên khí tiết điểm, hắn liền có thể dựa vào những đệ tử này một lần nữa dựng hạ viện. Phát triển cái 10 năm 8 năm, liền có thể mang đến cho hắn hải lượng tài nguyên. Cho nên, đầu tiên được cam đoan những người này có thể còn sống đi ra nguyên thủy rừng cây. Đưa tiễn tống vô cực. Trần Mộc gọi tới võ sơn lục huynh muội Tiên sinh là muốn lúc tiện đế thính bí pháp. Lục khổ nghe xong liền biết Trần Mộc dự định. Hơn 300 cái đạo vong đoàn. Cá nhân thực lực đều không kém, săn giết dị thú cũng không khó khăn, khó khăn là như thế nào tìm tới con mồi. Để thính bí pháp dò xét phạm vi tỉ mỹ rộng lớn, vừa vặn có thể dùng để tìm kiếm mục tiêu loại này dò xếp loại bí thuật vốn là có rất ít người tu luyện tu luyện cùng loại bí thuật người cũng đều vây chết ở phủng nguyệt sơn nguyên bản tống vô cực côn trùng cũng có thể điều tra nhưng lại chưa hề xuất thủ trần mộc suy đoán có thể là bởi vì đối phương một mực trọng thương chưa lành cơ hội này không liền đến sao rất nhanh liền tốt ta chỉ cần mượn dùng phục chế một lần Trần Mộc đối lúc tiện đạo. Không có vấn đề. Lúc tiện gật đầu dứt khoát. Tiếp lấy chần chờ một lát, nhất quán trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi lộ ra nóng bỏng thần sắc. Bí thuật ngài có thể tùy tiện cầm đi dùng, nhưng có thể hay không mùn một chút nhi trả lại cho ta. Trần Mộc kinh ngạc nhìn về phía lúc tiện. Lại nhìn một chút thần thái đều có chút kích động võ sơn sáu huynh đệ. Trần Mộc trong lòng hơi động, lập tức bất khả tư nghị nhìn về phía hút nhiêu, ta luyện đến tam giai tam âm lục yêu thuật, ngươi cũng có thể dùng. Ta cũng không biết tam âm lục yêu thuật cụ thể cấp bậc. Hút nhiều miếm môi một cái, kéo căng nửa ngày, cũng không còn kéo căng ở nụ cười trên mặt, tại ngài mượn dùng về sau, ta đột phá vốn là bình cảnh. Trần Mộc Xong rồi. Ta thành phần mềm hát rồi. Thật lâu, Trần Mộc mới lấy lại tinh thần, một mặt ước ao ghen tị nhìn xem võ sơn lục huynh muội mẹ nó các ngươi sáu cái mới là thật nhân vật chính đi ta tân tân khổ khổ soát kinh nghiệm kết quả các ngươi lập tức liền có thể dùng thêm điểm thăng cấp đều không các ngươi nhanh a à. trần một một mặt bi phẫn rút ra lúc tiện đế thính bí thuật pháp phù lúc tiện lúc này thân thể mềm nhũng tựa ở bên cạnh vỏ như trên thân trên mặt vẫn không khỏi lộ ra tiếu dung cuồn cuộn lăn cuồng cuộn đừng để ta nhìn thấy các ngươi tầm tính băng a à. Chương 294, Sông Thông Thiên Bờ Bên đóng lửa Trần Mộc tay phải nâng tại trước mắt Đế thính Ông Một cái nắm đấm lớn hát cầu ở lòng bàn tay hiển hiện Tâm niệm vừa động, hát cầu đột nhiên bành trướng khuếch tán Lấy trần Mộc làm trung tâm, giống như một trận gió nhẹ giống như quét ngang rừng rậm. Cùng lúc đó, trong đầu lập tức nhiều hơn một phó hai màu trắng đen đồ án Doanh địa nơi trọng yếu, nhắm mắt dưỡng thần tống vô cực, mân mê không biết tên dược thủy lương dịch, nhắm mắt tu luyện mạc vô chu. Đông phương hai dặm bên ngoài, nào đó khỏa trên đại thụ một đầu chậm rãi nhúc nhích trường xà. Phương năm ngoài năm dặm, một con hơn nửa người ghim vào bùn đất, chỉ còn hai cái đùi ở bên ngoài đá đạp lung tung heo thỏ. Trên bầu trời, một con dương cánh một mét im ắng xẹt qua cú chim. Thậm chí ngay cả dấu ở dưới đất lãnh nguyệt thiềm, đều có thể loáng thoáng trông thấy. Mười cái hô hấp về sau, hình tượng băng tán biến mất. Tốt bí pháp. Trần Mộc tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Chỉ là có chút nhi phế thần. Một lần tiếp xúc nhiều như vậy đồ vật, đầu óc có loại xử lý tin tức quá tại sau căng đau cảm giác. Mà lại bởi vì tin tức quá nhiều, hình tượng băng tán về sau, dò xét có được ký ức liền có chút hỗn loạn. Lúc gặp lại tiện thiên phú đặc thù, đặc biệt thích hợp để thính bí pháp. Trần Mộc xem xét mắt tường xám kinh nghiệm. Để thính pháp, 9.653.000 nhị giai, lại một cái sắp tiến giai bí pháp. Trần Mộc cảm khái. Lần trước tam âm lục yêu thuật cũng là như thế. Có thể thấy được võ sơn lục huynh muội tại riêng phần mình bí thuật bên trên đều rơi xuống khổ công phu. Năm dặm phạm vi, vẫn là hơi nhỏ. Muốn cung cấp hơn 300 cái bụng lớn hán, cái này bãi sang phạm vi còn chưa đủ tối nay là không có cách nào ngủ. Trần Mộc nhún nhún vai, lá gan đi. Hai ngày sau, chạng vạn tối. Trần Mộc nhắm mắt ngồi ở bên đống lửa. Trong lòng bàn tay, một viên nắm đấm lớn hắc cầu bỗng nhiên hiển hiện, chợt lại cấp tốc biến mất. Cách đó không xa, lục khổ như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Mộc. Trách không được hắn đồng tâm chú luyện nhanh như vậy. Ngọc Lâm đứng tại lục khổ bên cạnh bội phục nói, loại này máy móc buồn tẻ lặp lại, thường nhân liền tuyệt đối không cách nào nhẫn nại. Người cho là chúng ta gặp hạng không oan. Lục khổ có chút nghiêng đầu, ý vị khó hiểu. Hôm qua chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, hôm nay còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi. Như thế nghị lực, chúng ta là không sánh bằng. Võ như đứng tại một bên khác nói khẽ. Lục khổ không khỏi trầm mặt. Mà bị võ sơn lục huynh muội cho rằng dùng kinh người nghị lực nhẫn nại khô khan trần mộc, giờ phút này chính hai mắt vàng vện tia máu nhìn chầm chầm trong hư không tường xám. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái rắm. Để thính bí thuật còn kém 82 điểm độ thuần thục liền có thể tiến dai, tiếp tục lá gan. Hắn tự như cái nghiện nét thiếu niên một dạng, một lần lại một lần soát lấy kỹ năng kinh nghiệm. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ trần mộc, lặng lẽ tìm tới mạc vô chu. Không đợi hắn nói chuyện, liền giao cho hắn một cái cánh tay trường quyển trục bên trong là phụ cận mãnh thú dị thú bản đồ phân bố phiền phước sư huynh chuyển giao cho tống giám viện nói xong cũng không để ý sẽ đối với phương phản ứng trực tiếp trở về trướng bồng của mình liên tiếp lá gan ba ngày dù hắn thể phách cường đại vẫn như cũ tâm thần rã rời qua loa rửa mặt ăn một chút nhi đồ vật về sau đến cùng đi nằm ngủ chờ tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều mười phần trong doanh địa hò hét ầm ĩ một mảnh. Trần Mộc chui ra lều vải, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy thật nhiều con mồi, trong doanh địa tất cả mọi người đang bận biểu xử lý. Một phái cảnh tượng nhiệt náo. Trần Mộc điều ra tường xám. Đế thính phát, 23 mười .000, 000 tam giai, tam giai đế thính, dò xét phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Tuy nói không thể để cho người ăn no, nhưng hợp lý an bài, phối hợp rau dại quả dại, tối thiểu đói không được. Trần Mộc trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Cũng không biết Tống Giám Viện có thể cho cái gì bí pháp. Trần Mộc mong đợi nghĩ đến. Hắn không chọn, chỉ cần có thể kiếm bạch ngọc tiền là được. Ngưng khiếu bí pháp đắt đỏ, hắn được tìm mới kiếm tiền phương án. Nghĩ tới đây, Trần Mộc lại đi trở về lều vải, xuất ra mạc vô chu đưa tới cái kia giới tử phù. Pháp lực sờ nhẹ giới tử phù. Một cái hầm gỗ lớn phanh một cái trống rỗng xuất hiện mở ra về sau, bên trong tràn đầy đều là bạch ngọc tiền. Trần một lần này coi như lên tinh thần, từng mai từng mai tỉ mỉ kiểm kê. Ba vạn. Cái này có thế xa xa không chỉ chính ra mười ba về. Hắn lúc trước trải ra ước chừng có một vạn hơn sáu ngàn mai bạch ngọc. Không nghĩ tới tống giám viện cơ hồ gấp bội cho trả lại. Tống giám viện là vị chú trọng người A. Trần Mộc một mặt vui mừng con cốc lớn một ngụm nuốt tống giám viện anh tư, xem ra là không thể cùng người khác chia sẻ nha. Có đồ ăn, lại có tống vô cực áp trận. Đội ngũ ghé qua nguyên thủy bụi linh tần lúc không còn gian nan. Nửa tháng về sau, một đầu nhìn không thấy bờ sông lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cuối cùng tìm tới sông Thông Thiên. Trần Mộc thở vào một hơi. Cả ngày đang nhìn không đến mục tiêu rừng sâu núi thẳm bên trong ghé qua, thực tế quá hao tổn tinh lực tìm tới sông thông thiên khoảng cách thiên hà thủy phủ liền lại gần rồi một bước dọc theo bờ sông hành tẩu một đoạn tìm tới khối tương đối nhẹ nhàng khu vực tống vô cực liền hạ lệnh đám người xây dựng cơ sở tạm thời ngày thứ hai trước kia trần mộc tránh đi đám người tìm tới mạc vô chu tự như thường ngày đưa cho hắn một cái quyển trục sư đệ bí thuật càng phát ra tinh diệu rồi mạc vô chu triển khai quyển trục nhìn xem phạm vi càng phát ra rộng lớn nội dung càng thêm tỉ mỉ địa đồ trong lời nói tràn đầy tán thưởng bất quá là một ít thủ đoạn trần mộc cười cười so ra kém mạc sư huynh bí thuật thông thần chúng ta không biết muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu phụ cận trong rừng rậm con mồi cũng không đủ chèo chóng quá lâu nhưng sông thông thiên bên trong thủy sản phong phú có thể bắt cá làm đồ ăn ta chỗ này chế tác một chút thuốc mồi thích hợp dùng để dụ bắt tạp ngư sư huynh có thể phái người đi thử một lần. Nói liền đưa cho Mạc Vô Chu một cái giới tử phù, sư đệ cân nhắc chu toàn. Mạc Vô Chu tiếp nhận. Trần Mộc qua loa chần chờ, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chúng ta làm như thế nào đi thiên hà thủy phủ, chẳng lẽ bản thân tạo thuyền? Mạc Vô Chu mặt không biểu tình, lời nói bên trong lại mang theo ý cười, sư đệ không cần lo lắng. Giám viện có biện pháp gọi quỳ thuyền. Trần Mộc kinh ngạc nhíu mày còn có loại thủ đoạn này. Thiên hà thủy phủ quỳ thuyền chính là vì tiếp người đi thủy phủ. Người bình thường chỉ có thể ở cố định địa điểm chờ đợi. Nhưng nếu là cho đủ bạch ngọc tiền, cũng có thể được triệu hoán quỳ thuyền lệnh bài. Chúng ta giám viện thực ngưng khiếu cao nhân, thiên hà thủy phủ hàng năm đều sẽ đưa tặng mấy cái loại lệnh bài này. Trần Mộc giật mình. Đối với người bình thường tới nói, quỳ thuyền chính là xe buýt nhưng chỉ cần cho đủ tiền, quỳ thuyền cũng có thể là xe taxi. Đối tống giám viện loại này ngưng khiếu cao nhân, quỳ thuyền chính là miễn phí xe riêng. Hắc. Thú vị. Chỉ bất quá cái này song thông thiên quá mức rộng lớn, quỳ thuyền bao lâu có thể chạy tới, vẫn là ấn số. Trước đó ta còn đang lo lắng vấn đề thức ăn. Nhưng có sư đệ thuốc mồi. Vậy liền không thành vấn đề. Mạc vô chu chấp tay nói tạ. Trần Mộc khoát tay, chuyện bổn phận. Làm có được hay không, quan hệ đến hắn có thể được đến bí thuật gì, Trần Mộc có thể nào không chú ý. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đợi đến quỳ thuyền. Nhưng này nhất đẳng, vậy mà đợi hơn 20 ngày. Hôm nay sáng sớm, bình tĩnh tự như không có lưu động dấu vết sông thông thiên trên mặt sông đột nhiên nổ tung một đoạn bọc nước. Một cái mang theo giữ tận gai nhọn màu trắng vật khổng lồ sông ra mặt nước. Trong doanh địa đám người nhìn không được ngừng chân quan sát. Tiếp lấy liền nhảy cẩn hoang hô lên. Trần Mộc vậy từ buông xuống chém vào củi cánh cửa trác đao, chống chui đao mừng rỡ nhìn xem quỳ thuyền. Mặc dù doanh địa không thiếu ăn uống, nhưng là chỉ là không thiếu ăn uống. Cho dù Trần Mộc chuẩn bị đầy đủ, nhưng trước sau trải nghiệm gần gũi hai tháng giả ngoại sinh tồn. Các loại sinh hoạt vật tư không chiếm được bổ sung, phẩm chất cuộc sống cấp tốc hạ xuống trong doanh địa một ít người, y phục trên người thậm chí đã biến thành trang phục ăn mày. Nói cái gì đều phải đi hồng tụ phường nhìn, ân. Không đúng, là phải đi ăn bữa ngon. Trần một trừng mắt quỳ thuyền, hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 295, đến. Quỳ thuyền, hồng tụ phường. Trần một ngồi ở góc khuất trong phòng kế, Trước người rộng lớn gỗ thật trên bàn dài, bày đầy các loại thức ăn, đặc biệt loài cá chiếm đa số. Trần Mộc kẹp một khối trắng nõn lát cá để vào trong miệng, răng nhẹ chụp. Không có cắn đứt. Lại qua loa phát lực, một cổ mặn bên trong mang theo hơi ngọt cảm giác tập kích vị giác. Hương vị vẫn được, chính là chất thịt mềm hóa quá kém, ảnh hưởng cảm giác. Trần Mộc trung đùi đắc ý bình phán. Vì thú thịt phần lớn cứng cỏi có nhai lên có thể so với cao su. Tuy nói ăn thịt nhân thân cường lực tráng, lực cắn kinh người. Nhưng nếu một bữa cơm sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều quá mức cứng cỏi, cái kia cũng quá mệt mỏi răng không phải. Trần Mộc một bên yên lặng phân tích gia vị thành phần học trộm, một bên mắt không chấp nhìn chầm chầm giữa không trung cực đại bong bóng nước bên trên xinh đẹp thân ảnh. Chật chật, cái này thịt cá thật là dễ nhìn. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, toàn bộ trong đại sảnh, hỗn tạp ở chung với nhau tiếng ông ông từ từ chia giải, trở nên thanh sở minh trắng. Nếu là đem đám kia kê lung đạo đệ tử tin tức nói cho trọng sơn đạo, người nói có thể hay không được một số lớn bạch ngọc tiền. Nhớ người muốn chết bản thân đi. Ai biết đông ly đạo chủ chết hay không? Bạch tháp chân nhân nếu là chết rồi, đó mới có thú vị. Đoán chừng là nhìn trọng sơn đạo người có vào lực lượng, cho nên nhóm người này mới dám xuất hiện nghe những này tiểu đạo bác quái tin tức. Trần Mộc buông lỏng một hơi. Hắn sợ nhất nhóm người mình lộ diện một cái, liền bị trọng sơn đạo vây công. Tự hồ trọng sơn đạo cùng kê lung đạo ở vào một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Đáng tiếc đây cũng chỉ là tạm thời. Một khi bạch tháp chân nhân cùng đông ly đạo chủ bất cứ người nào lộ diện. Trọng sơn đạo cùng kê lung đạo nhất định có một sẽ xong đời. Mà nếu như hai người tiếp tục không xuất hiện, nói không chừng liền muốn gây nên thế lực khác ngấp nghé cũng sẽ dẫn phát náo động thân bất do kỹ trần mộc thở dài cho dù lo lắng hắn cũng không còn biện pháp thoát ly kê lung đạo làm cái giả tu có phong hiểm cũng không dùng cuốn vào mắt trần có thể thấy phân loạn nhưng là kê lung đạo đệ tử thu hoạch ngưng khiếu bí pháp đều khó khăn như vậy một cái không chỗ nương tự không cửa không có đường giả tu trước tiên ở thiên hà thủy phủ chờ đợi xem. Trần Mộc có quyết đoán, nếu là sự tình không thuận, lập tức chuồn đi. May mắn còn sống sót hơn 300 đệ tử. Kỳ thật phần lớn là loại ý nghĩ này. Đây cũng là Trần Mộc nguyện ý tiếp tục cùng lấy kê lung đạo nguyên nhân. Đối sau này một đoạn đường có quy hoạch. Trần Mộc liền không lại nhiều nghĩ. Chuyên tâm ăn cơm xem biểu diễn, vận chuyển đế thính bí thuật, vẫn tai nghe tin tức ngầm nói không chừng những người này cũng sẽ đi đầu quân trọng sơn đạo những cái kia nguyên bản ở tại sông thông thiên hạ viện người chẳng phải bị trọng sơn đạo cho hợp nhất sao trần một ngoài ý muốn nhíu mày lại có chút giật mình phần lớn hạ viện đệ tử càng nhiều giống như là đứa ở am hiểu trồng trọt trồng thuốc chăn nuôi nuôi dưỡng chờ sản xuất tài nguyên đối kê lung đạo không có như vậy trung tâm lại có thành thạo một nghề trọng sơn đạo hấp thu lợi dụng cũng liền hợp tình hợp lý nếu là ngày nào kê lung đạo thật sự thất bại, chúng ta những này hạ viện đệ tử, phần lớn cũng sẽ là kết cục này đi. Quy thuyền, ấp 96 số 3 trong khoang. Trần Mộc khoanh chân ngồi ở trên giường êm, cố gắng nhường cho mình bảo trì mặt không biểu tình, lòng tràn đầy bên trong đều là ao ước ghen tị và không tình nguyện, chuẩn bị xong. Được rồi. Lúc tiện nghiêm mặt, chăm chú nhìn Trần Mộc. Bảy phách quy nguyên quen thuộc kết nối cảm tại mấy người trong lòng dân lên. Trần Mộc nhắm mắt, đem chiếu sáng rạng rỡ đế thính pháp phù đẩy ra ngọc chủng, đẩy hướng trong sương mù một cái điểm sáng. Lúc tiện lập tức mặt tái đi, nếu không phải vỏ như vịn, hơi kém liền mới ngã xuống đất. Thử một chút. Trần Mộc nhìn chầm chầm lúc tiện. Ông. Một viên hắc cầu xuất hiện ở lúc tiện lòng bàn tay. Trần Mộc nhìn chầm chầm màu đen nhánh viên cầu, hừm, là tam giai đế thính pháp. Trần một điều tra màu xám vách tường, nhìn về phía mình đế thính pháp đẳng cấp. Đế thính pháp, 43.000 tứ giai, tam giai đế thính phạm vi dò xét, mở rộng đến hơn 10 dặm. Tứ giai đế thính phạm vi không thay đổi. Nhưng lại càng thêm tinh tế cùng bí ẩn. Không dễ dàng bị phát hiện. Mà lại trừ chủ động hướng ngoại thăm dò, còn có thể dùng để khoảng cách gần bị động tiếp thu thanh âm trước đó hắn lại hồng tụ phường thám thính tin tức dùng chính là tứ giai đế thính bí pháp lúc này mới có chút đế thính ý tứ tâm niệm vừa động ngọc chủng bên trong pháp lực sương mù lăn lộn một cái hoàn toàn mới độc thuộc với mình đế thính pháp phù cấp tốc ngưng tụ xuất hiện lại nhìn trước mắt tiện trong tay hắc cầu xác định chỉ là tam giai trạng thái có thế kế thừa ta luyện ra tới độ thuần thục nhưng lại không thể hoàn toàn kế thừa muốn đánh chiếc khấu. Cái này. Cái này có thế quá được rồi. Ha ha. Nếu là bản thân cái gì cấp bậc, lúc tiện lập tức nên cái gì đẳng cấp, Trần Mộc cảm thấy hắn được ghen tị chất bích phân ly, ganh ghét. Không được không được, không thể hẹp hòi như vậy. Đều xuyên qua, làm sao còn có thể làm kiếp trước cái kia tâm nhãn không lớn tiểu thí dân. Phải có ngực lớn vạt áo. Phải học sẽ chia sẻ. Trần Mộc vui vẻ trêu chọc chính mình. Chợt hắn thì nhịn ở trong lòng ý cười, làm điệu làm bộ lộ ra tiếc hận biểu lộ, đáng tiếc. Ta đã luyện thành tứ giai đế thính pháp. Sử dụng pháp lực thôi động, có thể bị dễ nghe lấy khoảng cách gần tin tức, đã có một chút trong truyền thuyết thuận phong nhị ý tứ. Người nếu có thể hoàn toàn kế thừa xuống tới, thật là tốt biết bao. Trần Mộc nhường cho mình thở dài một hơi, làm ra một cái mười phần tiết hận biểu lộ. Ta đoán đại khái là pháp phù truyền lại trung gian có hại hao tổn. Quá đáng tiếc. Hắn còn muốn nói tiếp hai câu lời xã giao. Liền nghe lúc tiện một mặt giật mình nói, trách không được ta không thi triển ra được, nguyên lai là thiếu mất pháp lực. Trần Mộc. Ý gì? Ngươi cái này vẫn thật là hoàn toàn học được quá khứ à nha. Trần Mộc lập tức cảm thấy ngực một buồn bực. Nếu không phải vì bảo trì hình tượng, hắn đã sớm buồn bực trừng mắt nha. Lúc này, ngải kế đột nhiên tiến lên một bước, lo lắng mở miệng nói chuyện. Công tôn tiên sinh, chúng ta rời núi, đã bại lộ tung tích. Đối với chúng ta những này kê lung đạo đệ tử, trọng sơn đạo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. Một khi va chạm lên, chỉ sợ cũng sẽ là một trận ác chiến. Cục diện hỗn loạn, cơ hồ đang ở trước mắt. Ngải kế mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Trần Mộc kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt. Cái này tên lỗ mãn, lại còn có thể có loại này rõ ràng nhận biết. Nếu là ngài xảy ra vấn đề, chúng ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ta cử linh thần bí pháp am hiểu nhất tăng phúc lực lượng, có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Cho nên, xin động thủ đi, không cần kiên kỵ cảm thụ của ta. Mau chống luyện thành càng nhiều bí pháp, bảo hộ bản thân an toàn ngải kế gương mặt hiên ngang lẫm liệt. Trần Mộc Cúc Tại nhiều lần xác nhận, biết được mình có thể thông qua bảy phách quy nguyên bồi dưỡng võ sơn lục huynh muội bí pháp. Mà mình luyện ra tới bí pháp cũng có thể bị lục huynh muội kế thừa sau. Trần Mộc tâm tính liền băng. Liên tiếp đi năm ngày hồng tụ phường mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Luôn luôn ở nơi này xem biểu diễn, vẫn là quá phiền muộn. Muốn hay không tìm ăn chực tiểu tỷ tỷ tâm sự tính toán một chút hồng tụ phường đồ ăn đắt như vậy chính ta đều không đủ ăn chỗ nào còn có thể cho người khác kể từ đó cũng chỉ có thể nhiều đến mấy chuyến thư giãn phiền muộn tâm tình nha trần mộc một mặt bất đắc dĩ nghĩ đến trên đài tiểu tỷ tỷ, động tác của các ngươi lại muốn lớn mật một chút a à. lại đợi bảy ngày đem đế thính pháp soát ra tới hơn hai ngàn kinh nghiệm trần mộc mới lưu luyến không rời rời đi hồng tụ phường không phải hắn không muốn tiếp tục đợi, mà là Thiên Hà Thủy phủ đến. Chương 296, Bí pháp. Quỳ thuyền phía trước nhất trong suốt màn sáng vị trí. Tại Kê Lung đạo đợi hơn 3 năm, hắn hiện tại đã biết, trước mắt loại này cùng loại thủy tinh đồ vật gọi là quỳnh ngọc. Là một loại người làm chế luyện vật liệu luyện khí. Cứng cỏi kháng áp không sợ quảng, dùng nhiều nhất địa phương chính là Huỳnh Quang tảo đèn. Nhưng dùng tại nơi này chống cự khổng lồ thủy áp, liền có một chút không đáng chú ý kỳ diệu pháp phù. Trần Mộc nhìn về phía màn tường biên giới một vòng tựa như đường viền một dạng phức tạp màu đen đường vân. Bí thuật, luyện khí, đều cùng những này ký hiệu đặc thù cùng một nhịp thở. Không nhìn bao lâu, hắn liền bị xa xa vật khổng lồ hấp dẫn tới. Thiên Hà thủy phủ như thế lớn Trần Mộc trong lòng rung động. Toàn bộ thủy phủ, tự như nửa cái mở ra trứng vịt muối ghé vào đáy nước. Mặt ngoài có nội quy luật từng vòng từng vòng điểm sáng. Từ xa nhìn lại, giống như là đang nhìn một tòa nguyên nga đại sơn. Nguyên bản trong mắt hắn đầy đủ lớn mập quỳ thuyền, tại thủy phủ trước mặt, liền tự như một viên bóng bàn đặt ở khung bóng rổ phía dưới bình thường. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Thượng hoang tiến đến trần mộc trước người cười hì hì nói, cả tòa thủy phủ. Nhưng thật ra là Kim Châu con trai đại yêu di thể. Trần một con ngươi lập tức co trục lại. Loại này vật khổng lồ, đã từng là sống yêu quái. Nếu là đụng tới sống, sợ rằng đối phương chỉ là qua loa thở cái khí là có thể đem người thổi bay thổi tan. Thiên hà 21 thủy phủ, nghe nói cái này còn không phải lớn nhất. Thượng hoang cảm khái. Loại nước này phủ, còn có 21. Trần Mộc không thể tin. 21 tòa thủy phủ liền đại biểu cho có 21 khổng lồ như thế yêu quái thi thể. Là tự nhiên tử vong, vẫn là bị săn giết. Nếu là bị săn giết, lại là cỡ nào cao nhân săn giết loại này đại yêu? Không ngừng. Nghe nói thượng cổ thời đại có 72 tòa đâu, từ chân long xây dựng về thiên hà long cung quản lý. Đáng tiếc thời gian trôi qua, long cung không thấy tung tích, thủy phủ cũng chỉ thừa 21 truyền ngôn cũng liền chỉ còn lại truyền ngôn. Long cung. Chân Long. 72 thủy phủ. Trần Mộc nhất thời không nói gì. Thủy phủ tuy tốt, nhưng là muốn ở đây ở lại, rất khó a. À. Thượng Hoang hiếp mắt nhỏ cảm thán. Vật giá cao. Không sợ. Ta nhưng là giấu trong lòng ba vạn bạch ngọc kẻ có tiền. Trần Mộc một mặt lạnh nhạt. Bất quá, mập mạp này tự dưng cảm thán, có chút không thích hợp nghe nói chỉ là bình thường nhất dừng chân một tháng liền muốn bốn cái bạch ngọc tiền lần này chúng ta mặc dù đến thủy phủ nhưng hạ viện hiển nhiên không thể tiếp tục cho chúng ta phát tiền được sớm cân nhắc tiền đường a thượng hoang lời nói thấm thía trần một liếc mập mạp này liếc mắt không nói chuyện mời tiếp tục ngươi biểu diễn ta biết rõ trước đó dựa vào khu trùng hương tích lũy một khoản tiền nhưng miệng ăn núi lở không phải biện pháp. Mà lại ngươi cũng không muốn đi đạo tràng tu luyện. Thiên hà thủy phủ đạo tràng, nghe nói có thế có thể so với kê lung đạo tốt nhất được địa mạch linh tuyền. Ngươi được kiếm tiền. Cho nên. Trần một mắt liếc thấy thượng hoang. Hắc hắc. Ta chuẩn bị mở tử quán. Thượng hoang nháy mắt ra hiệu. Để mạc sư huynh làm cổ đông, mời lương thiếu giám viện làm chỗ dựa, lại thêm người tay kia có thể so với bác trân mái nhà nhọn bếp trưởng tay nghề. Chỉ cần ta đem giá cả phóng tới bác trân lâu một nửa, làm ăn này xác định vững chắc có thế kiếm. Một tháng làm sao cũng có thể nhường ngươi được cái năm 60 mai bạch ngọc tiền. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi nhỏ bác Trân. Vị trí ta vậy nghĩ kỹ, ngay tại bác Trân lâu hai con đường bên ngoài, không gần, không sẽ chọc cho bác Trân lâu chú ý. Cũng không xa, có thể gọi đến bác Trần lâu danh khí, ngươi xem thế nào? Ta xem ngươi mẹ nó là ở tìm đường chết, chẳng ra sao cả. Trần Mộc Thản nhiên nói, mập mạp này kiếm lên tiền đến, luôn luôn thích bí quá hóa liều. Ta thêm tiền. Thượng Hoang bình tĩnh nói, gấp đôi. Thêm tiền ta cũng không làm. Trần Mộc nhìn cũng không nhìn đối phương. Vì cái gì? Thượng Hoang không hiểu ta sợ bị bác trân lâu người ném vào sông thông thiên bên trong chết đuối lấy tên nhỏ bác trân còn muốn tới gần bác trân lâu cọ danh khí đây là ngại chết không đủ nhanh a à. bác trân lâu có thể làm đến nghe tiếng thủy phủ còn có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy sau lưng làm sao có thể không có cao nhân Não không tốt bác trân lâu chính là thiên hà thủy phủ sản nghiệp a à. trần mộc không để ý tới mập mạp này trực tiếp đi hướng xuất khẩu lần đầu tiên tới thiên hà thủy phủ có thể được nhìn cho kỹ ngày thứ hai trần mộc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hơn một năm màn trời chiếu đất hắn nhưng chưa hề ngủ qua như thế thoải mái xốc lên mềm mại chăn mền đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra xuyên thấu qua cực đại hình tròn cửa sổ hướng ngoại nhìn liên tiếp hơn trăm mét cao to lớn tòa nhà đập vào mi mắt màu trắng vàng tòa nhà đa số trình viên hình trụ trên đó lít nhà lít nhít khảm nạm lấy quỳnh ngọc làm thành cửa sổ. Nếu như không phải tòa nhà đỉnh tiêm kết nối lấy một mảnh tỏa ra bạch quan trần nhà, trần mộc hơi kém coi là tỉnh lại sau giấc ngủ, trở lại kiếp trước trong đô thị. Hướng nơi xa nhìn, liếc mắt không đến bên cạnh. Đây chính là một tòa dưới nước thành thị. Cứ việc hôm qua đã bị chấn động qua. Nhưng hôm nay lại nhìn, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được nối liền trời đất hình trụ tròn tòa nhà từ đông đến tây, đại thể xếp thành một cái hình cung. Tổng cộng có sáu hàng. Phối hợp cao lớn tòa nhà phía dưới cái khác thấp bé kiến trúc, hình thành sáu cái hình khuyên khu vực. Tăng thêm cực bắc thiên hà đạo tràng, toàn bộ thiên hà thủy phủ liền bị chia làm bảy cái khu. Hắn giờ phút này liền ở tại phía ngoài nhất canh chữ khu số 9 thông thiên lâu, bên cạnh ba tầng lầu gỗ khách sạn bên trong. Một tháng bốn cái bạch ngọc phí ăn ở. Tổng giám viện chỉ ứng ra một tháng, đằng sau liền muốn tất cả mọi người tự nghĩ biện pháp. Linh quan phá vọng cảnh giới đệ tử dễ nói, Ngọc Chủng trở xuống phổ thông hạ viện đệ tử liền khó khăn. Đây là tại để bọn hắn khác mưu đường ra. Xem ra kê lung đạo thế cục, trong ngắn hạn đừng nghĩ có kết quả. Trần Mộc nhíu mày. Ta vẫn là ngẫm lại làm sao tích lũy tiền đi. Trần Mộc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa nếu như sự tình không có quá lớn biến cố. Hắn vẫn nghĩ đợi thêm một chút, đợi tại kê lung đạo, có thể tốt hơn thu hoạch được bí pháp. Chạng vạn tối, trần một trời đi khách sạn đại sảnh về đến phòng. Một ngày thời gian hắn liền đợi trong đại sảnh uống trà nghe kể chuyện, dựng thẳng lỗ tai thám thính tin tức. Lần đầu tiên tới thiên hà thủy phủ, cái gì cũng không biết, hắn cũng không dám xông loạn. Ăn xong cơm tối, vừa mới chuẩn bị tiếp tục soát đế thính pháp kinh nghiệm, không nghĩ tới lại đến rồi vị khách tới thăm. Trần Sư Đệ, đây là tống giám viện để cho ta giao cho người bí pháp ngọc độc. Mạc vô chu mặt không cảm giác đưa cho Trần Mộc một cái bàn tay rộng, cánh tay dài hộp gỗ. Trần Mộc nhãn tình sáng lên. Cuối cùng đến rồi. Đều đã rời đi Sơn Lâm nhiều ngày như vậy, hắn đều coi là tống vô cực muốn quyệt nợ rồi. Bên trong là trụ cột năm nguyên nhiếp khí pháp cùng ngũ khí hỗn nguyên pháp, có thể dùng để luyện chế tích cốc đan. Mạc Vô Chu giới thiệu đạo. Trần Mộc trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Tống giám viện quả nhiên là chú trọng người nha. Hắn huyễn tưởng qua nhiều lần Tống Vô Cực sẽ cho bí pháp gì. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là luyện đan phát Tích cốc đan A, à, cái này đồ vật cùng hắn duyên phận cũng không cạn. Sư đệ thật sự là vận khí tốt. Mạc vô chu trên mặt không có biểu lộ, trong giọng nói lại tràn ngập ao ước hắn bái cái biết luyện đang sư phụ. Tích cốc đang luyện pháp cũng chỉ học một nửa. Ngược lại là trần một cái này không có bái sư gia hỏa, đầu tiên từ tống giám viện nơi đó lấy được hoàn chỉnh tích cốc đang luyện pháp. Bất quá, bí pháp này tuy tốt, cũng không tốt luyện. Bản thân có sư phụ chỉ điểm, lại cũng chỉ có thể sử dụng năm nguyên nhiếp khí pháp tinh luyện ngũ cốc tinh. Nhìn xem trần mộc trên mặt vui mừng, Mạc vô chu cuối cùng vẫn là nhìn không được nói, sư đệ còn chưa phải muốn mù quán nếm thử tốt. Luyện đan bí pháp có chút gian nan. Lỗ mãn luyện tập, sẽ chỉ lãng phí tinh lực cùng bạch ngọc tiền. Đa tạ sư huynh. Trần Mộc chắp tay nói tạ. ta có phần mềm hắc, không sợ. Ha ha. Chương 297, Nguyên Do năm nguyên nhiếp khí pháp khách sạn bên trong. Trần Mộc Như có điều suy nghĩ buông xuống ngọc độc. Năm nguyên nhiếp khí pháp là thu lấy các loại tinh túy thông dụng bí pháp. Nhưng bất đồng tinh túy, liền cần bất đồng pháp phù. Tích cốc đang chỉ cần ngũ cốc tinh, cho nên chỉ cần một loại ngũ cốc pháp phù. Có thế một chút phức tạp đang dược, thì có hơn 10 thậm chí mấy chục tinh túy thành phần. Muốn luyện thành, liền cần học được mỗi loại tinh túy chỗ từng cái đối ứng pháp phù đây vẫn chỉ là rút ra tinh túy trần mộc nhìn xem ngũ khí hỗn nguyên pháp lập tức cảm thấy nhức đầu hỗn hợp ngưng luyện đồng dạng có đối ứng các loại đặc biệt yêu cầu pháp phù trách không được luyện đan sư ít như vậy không chỉ là truyền thừa trân quý thật sự là quá khó luyện trần mộc giật mình không chỉ lãng phí bạch ngọc tiền học nhiều như vậy pháp phù tất nhiên sẽ chiếm cứ đại lượng thời gian chỉ là một đơn giản tích cốc đan liền cần ngưng tụ năm nguyên nhiếp khí pháp phù, ngũ cốc pháp phù, ngũ khí hỗn nguyên pháp pháp phù, kim châu pháp phù chờ bốn cái pháp phù. Giống nhau tinh lực, cái này đều đủ học bốn cái bí thuật. Đương nhiên, cùng hao phí to lớn nghĩ đối ứng. Luyện đang thuật kiếm tiền năng lực vậy mạnh. Bất quá. Cái này đồ vật có phải hay không quá mức trân quý một chút? Trần một mày nhăn lại. Hắn chỉ bất quá hỗ trợ tìm kiếm con mồi mà thôi. Cho dù không có hắn, toàn bộ hạ viện người sống sót đoàn mặc dù gian nan, nhưng là sẽ không chết đói. Vốn cho rằng có thể có cái tổ minh phù luyện chế bí thuật liền rất tốt, hào phóng đến đâu một chút, hoặc là cho cái linh quan phù luyện chế bí thuật. Nhưng cái này luyện đang bí thuật có chút phỏng tay A. À. Mẫu chữ số 9 thông thiên lâu. Trần một một mặt kỳ quái đứng tại một cái vòng tròn trụ trạng bình bên trong. Bình không tính lớn, tối đa cũng liền có thể đồng thời trạm 11-12 cá nhân. Hắn biên giới trong suốt, tự như một tầng mềm dẻo màng mỏng. Phía ngoài cùng là một sao bình lớn hơn không được bao nhiêu thấu minh quỳnh ngọc ống dài, nội bộ nạp mãn thanh triệt thấu minh hà nước. Bình tựa như đầu này trong suốt ống dài bên trong bọt khí, mang theo nội bộ hành khách phi tốc hướng lên phiêu. Dị giới bản thang máy. Bọt khí bậc thang. À. Thông thiên lâu 62 tầng, Trần Mộc học phía dưới mấy tầng hành khách, hướng xuất khẩu phương hướng trực tiếp đụng tới. Giống như là xuyên qua một tầng mạng nước. Một nháy mắt mát mẻ qua đi, Trần Mộc liền xuất hiện ở thứ 62 tầng lên xuống bậc thang trong đại sảnh. Đại sảnh sáng tỏ, chỉnh thể thành hình bát giác, trên vách tường đều đều phân bố 16 cái hành lang cổng tò vò. Trung gian nơi có 6 cái lên xuống bậc thang cái giếng, trong suốt đường ống quán thông trần nhà, quay chung quanh trung tâm xếp thành một cái vòng tròn. Trần Mộc cúi đầu nhìn trên thân, giọt nước chưa thấm. Tiếp lấy quay đầu nhìn lại, bò khí bậc thang vào một cái liền hướng bên trên phiêu đi. Cái này lên xuống bậc thang có phải là rất thần kỳ? Mạc Vô Chu đi tới Trần Mộc bên cạnh nói, nghe nói là dùng một loại nào đó dị thú loài cá bông bóng cá chế tác. Trần Mộc gật đầu, chợt chấp tay nói, làm phiền Mạc Sư Huynh dẫn đường. Đi theo ta, Tống Sư Bá đã đợi gặp. Mạc Vô Chu khoát khoát tay, mang theo Trần Mộc đi vào bên trong. Ven đường Trần Mộc nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt. Đều là một đợt từ trên núi đi ra đám người kia, phần lớn là phá vọng tu vi đều quản đám người. Những người này nhìn thấy mặt vô chu, một bộ phận gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi, nhưng còn có một số chỉ là nhìn một chút liền không lại để ý tới, tự hồ đối mặt vô chu cũng không thân cận. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Mạc vô chu nhìn ra Trần Mộc Nghi hoặc tự như đột nhiên mở miệng. Những này hạ viện đều quản, hơn phân nửa xuất thân thượng viện, đều có đạo cốt thiên tài, ngạo khí một chút cũng là chuyện đương nhiên nha. Mạc vô chu gương mặt cứng đờ không lộ vẻ gì, trong thanh âm lại tràn đầy tùy ý, thậm chí mang theo một chút trêu chọc. Trần Mộc giật mình. Thượng viện thiên tài, tự nhiên chướng mắt mạc vô chu vị này hạ viện thiên tài thậm chí bởi vì mạc vô chu đắp lên viện ngưng khiếu cao nhân thu nhập môn tường, nói không chừng sẽ còn tâm thăng đố kỵ. Trần Mộc không khỏi lắc đầu. Đều đã bắt đầu tu chân theo đuổi đạo, vẫn là không tránh được những này lục đục với nhau. Nhìn xem ngũ quỷ túi bên trong tích cốc đang luyện chế bí pháp, Trần Mộc không khỏi thở dài. Nghĩ chỉ lo thân mình, cũng không có đơn giản như vậy. Lúc trước chính ra 13 về khí phách đâu. Lần này làm sao không dám thu à nha tống vô cực một tấm mặt béo bên trên tràn đầy trêu chọc. Vô công bất thụ lộc, còn xin giám viện thu hồi. Trần một móc ra chứa lấy bí thuật ngọc độc hộp gỗ, cung kính hai tay đưa tới. Sợ ta hại ngươi. Tống vô cực cười hắc hắc. Giám viện đương nhiên sẽ không hại ta. Trần Mộc không thừa nhận. Vậy sao ngươi không thu? Trần Mộc một mặt nghiêm túc, ta chỉ là giúp cái chuyện nhỏ. Ngài liền luyện cho ta đang bí pháp nếu để cho đệ tử khác biết rõ sợ rằng sẽ ở trong lòng phàn nàn ngài thưởng phạt không rõ đệ tử có thể nào vì tư tâm hỏng rồi dám viện thanh danh ngươi vẫn là tốt với ta đi tống vô cực đều cho khí nở nụ cười giữ gìn dám viện thanh danh là mỗi cái hạ viện đệ tử đều chuyện nên làm trần một một mặt khiêm tốn ta chỉ là hết ta nghĩa vụ cái này vô sĩ sắc mặt chật chật tống vô cực tức giận trừng trần một liếc mắt không cần sợ, cầm đi. Chờ ngươi luyện thành có, giúp ta luyện 10 năm đang được rồi. Đương nhiên, cũng không cần sợ ta bẫy ngươi. Liền ấn giá thị trường thu ngươi thuốc, ngươi không ăn thiệt thòi. Trần Mộc lập tức buông lỏng một hơi. Có sở cầu là tốt rồi. Chỉ là... Ngài làm sao lại xác định ta có thể luyện thành cái này luyện đang bí thuật? Trần Mộc nghi ngờ trong lòng. Mà lại, ngài không nên đi tìm mạc sư huynh sao? Hắn nhưng là bái thượng viện luyện đan cao nhân vi sư, tương lai bất khả hạn lượng. Chẳng lẽ Tống không phát giác bản thân tu luyện bí pháp tốc độ không bình thường? Trần Mộc trên mặt biểu lộ không tiện, trong lòng vẫn không khỏi nghiêm nghị. Nếu thật là như thế, bản thân cái này lỗ mãn đi tìm đến. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ngươi cũng biết mạc vô chu bái dung sư muội vi sư, vậy hắn đương nhiên là muốn đi theo dung sư muội tả hữu, làm sao có thể có thời gian vì ta luyện đan. Tống vô cực trận mắt trừng một cái. Đến như ngươi có thể hay không học thành luyện đan. À, đương nhiên không thể. Chí ít trong ngắn hạn đừng nghĩ. Trần Mộc, ngài náo đâu? Không thể còn để cho ta cho ngài luyện đan. Lò luyện đan cũng không có, ngươi luyện cái trắm đan. Tống vô cực nhìn xéo Trần Mộc. Trần Mộc trên mặt làm ra ngượng ngùng biểu lộ, trong lòng vẫn không khỏi khẽ động. Lo luyện đan. Có vẻ như. Giống như, ta còn thực sự có. Luyện đan bất thành, nhưng luyện thành năm nguyên nhiếp khí pháp vẫn là có khả năng. Đến lúc đó ngươi phải giúp ta đem hạ viện hoàng nha mễ, tinh luyện thành năm cốc tinh. Tống vô cực thản nhiên nói đạo. Trần Mộc lập tức giả vờ như buông lỏng một hơi bộ dáng. Chợt lại tràn đầy khổ sở nói, nhưng này cũng không tốt luyện a à. không luyện được a à, vậy ngươi cũng đừng nghĩ từ ta đây đổi được ngưng khiếu bí pháp tống vô cực một mặt nghiền ngẫm trần một lập tức nhức đầu ngài sẽ không sợ ta cầm luyện đang bí pháp trực tiếp chạy trốn trần một trừng mắt tống vô cực ngươi bỏ được ngưng khiếu bí pháp tống vô cực cười hắc hắc trần một mặt một đổ không bỏ được hắn vì cái gì từ sông thông thiên hạ viện theo tới phủng nguyệt sơn lại từ phủng nguyệt sơn theo tới thiên hà thủy phủ không phải là vì ngưng khiếu bí pháp đến như từ bên ngoài thu hoạch được trần mộc không phải không nghĩ tới mà lại nghe nói thiên hà thủy phủ liền từng đấu giá ngưng khiếu bí pháp nhưng là giá cả nha ha ha cũng đừng vẽ mặt cầu xin cho ta luyện mười năm đang có thể tính toán đạo công đến lúc đó chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ bạch ngọc tiền, liền có thể tìm ta hối đoái ngưng khiếu bí pháp. Tống vô cực khoát tay hào sản nói. Thật đát. Trần Mộc một mặt hồ nghi nhìn chăm chăm. Chính ra ba về vay nặng lãi ta đều cho ngươi a, à, ta uy tín giá trị cứ như vậy thấp. Tin hay không thì tùy, cút nhanh lên. Tống vô cực trận mắt Trần một cái, lập tức bắt đầu đuổi người. Trần Mộc lập tức cười theo rút lui đi ra. Trong hành lang, trần mộc mang trên mặt vui sướng mỉm cười trong lòng lại suy nghĩ tung bay mười năm sau tình huống như thế nào ai cũng không nói chắc được vạn nhất tống vô cực chết rồi đâu vạn nhất ta cũng chết phi 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 ta mới sẽ không chết vạn nhất đối phương không nhận trướng đâu trần mộc thở dài một hơi luyện đang bí pháp nên luyện vẫn phải là luyện mặc dù cái này có khả năng chỉ là đối phương tại bánh vẽ nhưng cái này bánh thật sự là quá thơm rồi. Mà lại học được luyện đan thuật, cũng có thể luyện đan kiếm tiền. Vạn nhất Tống vô cực bên này không thành, để giành được tới bạch ngọc tiền cũng có thể nếm thử từ nơi khác mua. Sư phụ kết luận hắn có thể học được luyện đan. Lương Dịch Nghi hoặc hỏi. Tối thiểu năm nguyên nhiếp khí pháp không có vấn đề. Tống vô cực nói, mang ra ngoài nhóm người này, có thể phát giác thanh lục ảo cảnh không ít. Cũng không thụ hắn ảnh hưởng thậm chí có năng lực chạy đến, cũng chỉ có ba người các ngươi. Ngươi là bởi vì bí pháp đặc thù, thân thần một thể. Trần Mộc cùng Mạc Vô Chu thì thuộc về là tiên thiên thức thần nhạy cảm. Loại người này có thể phát giác pháp phù biến hóa rất nhỏ, nhất là thích hợp luyện đang luyện khí. Lương dịch giật mình. Ba năm luyện thành phá vọng, hắn cái này thiên phú cũng không thấp. Lương dịch nghĩ nghĩ lại chần chờ nói. Ngươi sợ hắn có vấn đề. Tống vô cực hỏi, Tiểu mạc trước đó cũng đã có nói, người này bí pháp quỷ khí âm trầm, làm việc lại che che lấp lấp, lương dịch hiếp mắt đạo, hắn đương nhiên không coi là người tốt. Tống vô cực cười đắc ý, người tốt có thể làm ra chín ra mười ba về sự tình, lại nói, người này thế nhưng là xuất thân bên cạnh hoang hải bên ngoài, từ nơi đó lan truyền ra người, có thể có mấy cái người tốt. Lương dịch gật đầu đồng ý, chỉ cần hắn có thể học được nhiếp khí pháp, coi như làm một một thiên tài đệ tử được rồi. Tống vô cực không thèm để ý, mới hạ viện, cần người tài giỏi như thế. Mới hạ viện. Đông ly đạo chủ có tin tức à nha. Lương dịch vui mừng. Chỉ biết còn sống, cái khác cũng không rõ ràng rồi. Tống vô cực lắc đầu. Nhưng đi về phía đông cái đám kia người, có tin tức là tiếng về Vân Châu Đông Lĩnh lưu linh sư bá. Lương Dịch đại hỷ Không sai. Tống Vô Cực cười nói, nàng tìm được mới địa mạch linh tuyền. Sau Phủng Nguyệt Sơn còn tốt hơn địa mạch linh tuyền. Có thể trọng sơn đạo nguy cơ chưa giải trừ, bọn hắn nếu là vậy nổi lên tâm tư. Lương Dịch lo lắng nói, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian a. À. Tống Vô Cực thở dài, không có cao nhân tọa trấn, cho dù tìm tới địa mạch linh tuyền, cũng không cách nào lâu dài kinh doanh. Chương 298, Nhập Môn Khách sạn lậu một đại sảnh Trần Mộc ngồi ở trong góc nhàn nhã uống trà Lỗ tai lại cao cao buộc lên Để thính pháp yên lặng vận chuyển Sưu tập các loại tin tức ngầm bên cạnh hắn còn ngồi nhíu mày hút thuốc lá hách lão cùng thân hình càng phát ra lớn mập thượng hoang mỗi tháng bốn cái bạch ngọc tiền đây vẫn chỉ là dừng chân tăng thêm ăn cơm tu luyện một tháng ít nhất chín cái bạch ngọc tiền hách lão khổ một gương mặt phàn nàn tiêu xài thật sự là quá lớn trần một mặt ngoài thở dài vậy khổ một gương mặt gật đầu trong lòng cũng không làm sao để ý lúc trước tại sông thông thiên hạ viện hắn mỗi tháng dùng linh lung khê ngọc tu luyện tốn hao, đã cao đến 90 mai bạch ngọc. Hiện tại ngọc chủng bên trong tích lũy đầy pháp lực, chỉ cần tiêu hao không lớn, cơ bản hay dùng không đến linh lung khê ngọc, hoa phí đốn lúc giảm bớt. Dừng chân ăn cơm tiêu xài, ngay cả lúc trước một phần mười cũng chưa tới. Tuy nói tại Phủng Nguyệt Sơn khai hoang kiếm được một chút, thế nhưng không nhìn được như thế hoa. Ta ngược lại thật ra nghe nói cái này canh chữ khu có không ít quỳ thuyền nhận người dở hàng, vậy nhận người lên thuyền bắt giết trong nước dị thú. Cùng đi xem nhìn. Hách lão hút thuốc nhìn Trần Mộc. Dở hàng bắt cá. Vậy vẫn là được rồi. Có chút thời gian, còn không bằng suy nghĩ một chút luyện đang bí thuật. Thôi đi. Không đợi Trần Mộc cự tuyệt, Thượng Hoang liền mở miệng phản bác. Một tháng cũng liền cho ngươi ba năm mai bạch ngọc tiền, đủ làm cái gì? Thượng Hoang nặng ra một hạt nướng hạt thông ném vào trong miệng tối thiểu có thể buồn một chút, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hách lão thở dài một hơi. Có mấy cái lão hỏa kế, tính toán đợi khách sạn một tháng thời hạn mướn qua đi liền rời đi. Thượng hoang khẽ giật mình, đi đâu? Làm giả tu. Cũng không tính. Hách lão lắc đầu. Đi bên ngoài tìm sinh hoạt chi phí tiện nghi địa phương chờ một đoạn thời gian, thường thường trở lại thăm một chút, nếu là tống giám viện dẫn người đi, lại theo lấy cùng đi thường hoang lắc đầu rời đi dễ dàng nghĩ trở về liền khó đi người đi rồi trở lại tống giám viện cũng không nhất định nhận mà lại vạn nhất bỏ lỡ thời cơ đâu đây không phải không có cách nào sao hách lão buông tay ngươi sẽ không vậy dự định làm như vậy a à? trần mộc không khỏi mở miệng hỏi cũng không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu cái này tốn hao hách lão một mặt khổ sở nói chưa nói xong chỉ lắc đầu không nói. Trần một lúc này mới chợt hiểu. Loại này cũng bách trạng thái, đại khái mới là hạ viện đệ tử trạng thái bình thường. Lần này trốn tới gần 300 người, hơn phân nửa đều là thông thường hạ viện đệ tử. Bọn họ cuối cùng đường ra, rất có thể liền sẽ giống hách lão nói như vậy. Trần Mộc không khỏi nghĩ đến tống vô cực cho mình luyện đàn bí pháp an bài. Đối phương tựa hồ chắc chắn có thể trùng kiến hạ viện nhưng rốt cuộc muốn tại bực này bao lâu trần mộc cũng không tốt cam đoan nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là mịt mờ nhắc nhở Tổng giám viện mặc dù chỉ cấp chúng ta thanh toán một tháng tiền thuê nhà nhưng đối với những cái kia liên quan phá vọng tu vi đệ tử thế nhưng là bao ăn bao ở nếu là tiền đồ chưa biết hy vọng xa vời giám viện cũng sẽ không tiêu số tiền này không bằng tiêu hết tích xúc chờ lâu một đoạn thời gian nếu là thực tế không đủ Trần Mộc nghĩ nghĩ bản thân hơn ba vạn tích xúc, nghiêm nghị nhìn xem hách lão, trước tiên có thể tìm thượng hoang mượn một chút đỉnh một đoạn thời gian. Thượng hoang, vì cái gì mượn ta? Ngươi lại không phải không có tiền. Thượng hoang trừng mắt Trần Mộc. Không đến mức, không đến mức, hắn cũng không sung túc, quá mức ta liền đi ngủ ngoài đường. Hách lão khổ một gương mặt, làm bộ thở dài. Thượng hoang lập tức cho hách lão một đôi bạch nhãn, cũng đừng trang, ta còn có thế thật làm cho ngươi ngủ ngoài đường. Ngươi ăn ở ta bao, cái này được chưa? Hách lão trên mặt đắng chát biến mất, cười tủm tỉm gật đầu, rất tốt. Rất tốt. Ngươi cố ý a? À? Thượng hoang trừng mắt hách lão. Chợt liền một mặt không cam lòng nói, ta bao ăn bao ở có thể, nhưng ngươi phải giúp ta nghe ngóng một chút tin tức. Để cho ta hỗ trợ. Hách lão không có vội và đáp ứng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem thượng hoang, ta liền một loại, tin tức nào có ngươi linh thông. Có thể cho ngươi nghe ngóng cái gì? Hả? Ngươi là muốn để ta đi tìm tiểu mạc? Đối đầu. Thượng hoang cười hắc hắc. Lần này đến phiên hách lão cáo nghi, ngươi sẽ không cũng là cố ý a. À? Đừng sợ, là chuyện tốt. Thượng hoang mắt nhỏ đều cười thành một đường. Trần Mộc khóe miệng hơi vẩn, nhìn xem cái này lão hồ ly cùng tiểu hồ ly sao chiêu. Mập mạp này nhất định là coi trọng mạc vô chu cái gì đồ vật nha. Đáng tiếc trong tay của ta không có gì tốt sinh ý nha. Hắn vậy muốn kiếm bạch ngọc tiền. Nghe nói mạc sư huynh trong tay có một phần kỳ lạ phương thuốc, có thể dẫn dụ loài cá. Thậm chí đối với chứa thiên yêu huyết mạch gì thú loài cá đều có nhất định tác dụng. Thượng hoang cười tủng tỉm nói, ngươi giúp ta hỏi một chút, Nhìn có thể hay không giao cho ta ra bán. À rống Mập mạp này coi trọng lại là say mồi. Trần Mộc Long mày nhíu lại. Cái này đồ vật, tự hồ quả thật có thể kiếm tiền a, à, ta thế nhưng là nghe qua, Thiên Hà Thủy phủ chỉ cần dị thú. Phương thuốc kia tác dụng lớn nhất vẫn là dụ bắt tạp ngư, thật có thể bán lấy tiền. Hách lão không tin. Thiên Hà Thủy phủ bên trong người tự nhiên chướng mắt tạp ngư nhưng này chút giả tu đâu thượng hoang một mặt tự tin ban đầu ở sông thông thiên hạ viện coi như lại không ít người lấy đi săn tạp ngư mà sống chỉ cần đem loại này đặc thù con mồi hiệu quả nói cho những cái kia giả tu đánh cá lão ngươi nói bọn hắn có mua hay không khẳng định mua trần mộc nhếch miệng lên đã muốn kiếp trước câu cá lão vì mua câu cá trang bị cùng đặc thù con mồi không tiếc cùng lão bà đấu trí đấu dũng bất quá. An toàn sao? Có thể hay không bị người ngấp nghé? Nhất định sẽ có người ngấp nghé, cho nên ta đây không liền tìm bên trên mạc sư huynh sao? Thượng hoang một tấm mặt béo cười thành một đóa hoa. Liền dùng tới lần bán khu trùng hương sáo lộ. Treo mạc sư huynh nhãn hiệu, cho hắn chia hoa hồng. Hắc hắc. Trần một lập tức ghé mắt. Chiêu thức dù lão, nhưng xác thực dùng tốt ta còn dự định lặng lẽ trải tin tức, liền nói chuyện này sau lưng là lương thiếu giám viện. Biết có ngưng khiếu cao nhân tọa trấn, ai còn vì này một ít tạp ngư con mồi sinh ý tìm chúng ta phiền phức. Ngươi sẽ không sợ lương thiếu giám viện tìm ngươi phiền phức. Mập mạp này là thật lớn mật. Tả hữu bất quá lại cho một phần chia hoa hồng mà thôi. Thượng hoang chẳng hề để ý, có mặt vô chu làm cầu nối, chuyện này nói không chừng vẫn thật là xong rồi trần mộc nhìn về phía thượng hoang trong ánh mắt tràn ngập hiền lành cái này cũng thật là cái thiện tài đồng mập mạp a à. ân ừ, nếu là không giả dối làm giả làm người tâm tính thì càng tốt hơn ban đêm khách sạn lầu ba trần mộc gian phòng bên trong một chiếc liên hoa trạng huỳnh quang tảo đèn đặt ở tứ phương bàn trung gian hướng bốn phía tản ra ôn nhuận bạch quang. trần mộc ngồi ở trước bàn trong tay bừng lấy cái ngọc giảng quan sát phía bên phải bên chân còn đặt vào cái ba chân hai tay cùng loại gốm đen chất liệu lò luyện đan. Luyện đan thật là khó. Trần Mộc buông xuống ngọc giảng. Bên trong giới thiệu Hỗn Nguyên năm khí luyện đan lò điều khiển pháp phù. Tăng thêm rút ra tinh túy nhiếp khí pháp, cùng ngưng tụ đan hoàng hỗn nguyên pháp, chỉ là một trụ cột nhất tích cốc đan, liền cần học được năm loại pháp phù. Khó. Bất quá. Kiếm cũng là thật kiếm. Hắn mấy ngày nay đã lặng lẽ tìm hiểu qua. 50 kg hoàng nha mễ có thể tinh luyện một phần ngũ cốc tinh. Một phần ngũ cốc tinh giá bán hai viên bạch ngọc, giá tiền là nguyên vật liệu gấp đôi. Mà một phần ngũ cốc tinh năng luyện thành 40 hạt đến 50 hạt khác nhau tích cốc đan giá cả một lần liền lên lên tới 4 cái đến 5 mai bạch ngọc tiền. Thành phẩm giá tiền là nguyên vật liệu gấp 4 tới 5 lần a nếu là trong tay của ta hơn 3 vạn tiền tiết kiệm toàn bộ luyện thành tích cốc đan. Trần một qua loa tính toán cũng không từ cười hắc hắc. Mua ngưng khiếu bí pháp tiền thì có nha. Hơn nữa còn có thể kiếm lấy đạo công. Đạo công đại biểu đội kê lung đạo điểm cống hiến. Chỉ có đạt tiêu chuẩn về sau mới có tư cách hối đoái ngưng khiếu bí pháp. Mười năm, mặc dù không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn. Trần Mộc lắc đầu thở dài nếu là giống trước sông thông thiên hạ viện một dạng an ổn hoàn cảnh. Đừng nói là 10 năm, 20 năm, 50 năm hắn cũng giống vậy có thể đợi. Nhưng bây giờ thế đạo mắt trần có thể thấy không yên ổn lên. Hắn vô cùng cần thiết càng mạnh lực lượng tự vệ. Thời gian 10 năm, liền có một chút dài. Nếu là học được luyện chế tích cốc đan, có lẽ không dùng 10 năm, 5 năm liền có thể góp nhặt đủ đầy đủ đạo công. Trần Mộc hiếp mắt cái này luyện đan bí pháp khó mấy cũng phải luyện. Trần Mộc quyết định. Hắn lại tường xám cung cấp độ thuần thục. Không sợ nhất đúng là tu luyện bí thuật pháp phù. Năm đó ở Đại Lương, hắn nhưng là một hơi luyện thành bảy loại luyện hình thuật. Bất quá mới năm loại bí thuật mà thôi. Trần Mộc lúc này thu hồi lò luyện đan, cái này đồ vật còn tạm thời không dùng được. Móc ra một viên bàn tay rộng ngọc độc, Trần Mộc bắt đầu xem xét tỉ mỉ ngũ nguyên nhiếp khí pháp phù. Pháp lực đưa vào ngọc độc, ngọc chủng bên trong lập tức xuất hiện một cái chiếu sáng rạng rỡ hoàn toàn mới pháp phù. Tâm niệm vừa động, một cái hoàn toàn mới điều mục, đương nhiên xuất hiện ở tường xám bên trên. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp, một mười nghìn nhất giai, vừa vặn đợi tại thủy phủ nhàn rỗi không chuyện gì. Lá gan đi. Chương 299, Linh Lung Đạo Tràng Thiên Hà Thủy Phủ, Giáp Tự Khu Biên Giới Trần Mộc đứng tại một cái năm tầng lầu cao như vậy Bạch Ngọc đền thờ trước. Đền thờ lập trụ điêu khắc dị thú vân văn, đỉnh tim thì là bốn chữ lớn, Kim Châu Đạo Tràng. Xuyên thấu qua đền thờ Đại Môn, có thể nhìn thấy tới gần đền thờ biên giới vị trí, chỉnh tề tu xây lấy từng dãy tinh xảo tầng hai lầu gỗ. Xâm nhập một chút địa phương, thì là chút tường đỏ ngói xanh, chiếm diện tích rất rộng vườn cây biệt viện. Chỗ sâu nhất thì là một nơi hình tứ phương liên miên lầu cát, tự như một nơi phạm tục vương triều cung điện. Trần Mộc Tâm Thần chìm vào nguyên phù, mở ra đặc biệt thị giác. liền thấy toàn bộ giáp tự khu tự như bao phủ ở một cái trong suốt bọt khí bên trong. Từng tia từng sợi địa linh nguyên khí giống như du động ngư nhi, từ bốn phương tám hướng, tranh nhau chen lấn hướng bọt khí bên trong chui. Trần Mộc nháy nháy mắt, thu hồi đặc biệt thị giác, giáp, 60 năm, khu liền lại biến thành cái kia chỉnh tề xinh đẹp, nhưng lại không có gì kỳ dị địa phương. Kim Châu Đạo tràn ngoại vi lầu gỗ, mỗi người mỗi ngày 10 cái bạch ngọc, đi không? Một cái hơn 40 tuổi, giữ lại hai phủi thật dài râu đen cao gầy trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói. Xem trước một chút. Trần Mộc lắc đầu. Trung niên nhân thản nhiên nói, không đến liền đừng cản đường cái này kẻ nịnh hót. Xem thường ai đây? Có tin ta hay không dùng ba vạn bạch ngọc đập chết ngươi? Trần một hung hăng trừng mắt đối phương, còn chưa mở miệng nói chuyện, một vệt sáng từ không trung bay qua. Lạch cạch một cái túi vải ném ở trung niên nhân trước người dài mảnh trên bàn. Giáp tự số 11, một năm. Một thanh âm truyền đến từ giữa không trung, sau đó người đều không có lộ diện, liền về một cái bay vào giáp tự khu chỗ sau biến mất không thấy gì nữa mới vừa rồi còn một mặt lạnh lùng trung niên nhân ngay lập tức sẽ đối lưu quan biến mất phương hướng một trận cúi đầu không lưng cung tiễn chờ lưu quan biến mất không gặp trung niên nhân lúc này mới ngồi dậy lại khôi phục một tấm lạnh lùng mặt tiếp lấy đem túi vải xoay chuyển đổ ra một đống nhỏ màu đỏ ngọc tiền nhàn nhạt liếc trần một liếc mắt cứ như vậy ruột để ngoài da từng mai từng mai kiểm kê hồng ngọc tiền cái này nói ít cũng được năm sáu mươi mai a à trần mộc không khỏi liếu lưỡi nhân gia một năm tiền thuê nhà chính là mình sở hữu tích xúc hai lần chó nhà giàu a à? không thôi nhìn trên bàn hồng ngọc trần mộc xoay người rời đi ngoài viên nguyên khí nồng độ cũng liền cùng linh lung khay ngọc tương đương nhưng nó chỗ nào có thể có linh lung khay ngọc thuận tiện thu phí còn đắt như vậy cái gì phá đạo trận ta không có thèm canh tử khu số 9 thông thiên lâu phụ cận khách sạn bên trong Trần Mộc trong tay vuốt vuốt một viên bạch ngọc tiền. Xuyên thấu qua nguyên phụ móc nối, dẫn dắt từng tia từng sợi nguyên khí nhập thể. Không bao lâu, bạch ngọc tiền bên trên ngân sắc tinh điểm liền trở nên ảm đạm. Bên trong địa linh nguyên khí đã bị rút khô. So linh lung khê ngọc có thể kém xa. Trần Mộc âm thầm tính ra. Xem ra linh lung khê ngọc không chỉ là đơn thuần phóng thích bạch ngọc tiền nội nguyên khí. Trần Mộc giật mình, nó có thể tiêu hao địa linh nguyên khí, thông qua đặc thù pháp phù, chế tạo nguyên khí, thật giống như một cái loại đơn giản địa mạch linh tuyền. Bảo bối tốt. Đáng tiếc, chính là dễ dàng bị người phát hiện. Trần Mộc lắc đầu. Gần nhất uống tại khách sạn cắm đầu soát năm nguyên nhiếp khí phù kinh nghiệm, pháp lực tốc độ khôi phục liền có chút theo không kịp. Tỏ khắp ở chỗ thiên hà thủy phủ trong không khí địa linh nguyên khí không đủ để chèo chống cường độ cao tu luyện vốn đang dự định đi kim châu đạo tràng ở một thời gian ngắn. Kết quả tiêu phí quá cao. Không có lời. Phải nghĩ biện pháp đem linh lung khê ngọc dùng. Trần Mộc âm thầm cân nhắc. Sau năm ngày. Trần Mộc gian phòng bên trong. Một đạo làm bằng gỗ chạm rỗng bình phong đem gian phòng một phân thành hai. Một bên là phòng ngủ, một bên là phòng khách. Nguyên bản bày ra trong phòng khách tứ phương bàn bị Trần Mộc dời đi góc tường một cái có thế đồng thời nhét bên dưới bốn người cực đại thùng gỗ cất đặt tại phòng khách trung ương đại mộc trong ống bên trong còn đặt vào cái thùng gỗ nhỏ cả hai tường kép bên trong tràn ngập màu nâu đen bùn đất hình lưới ẩn khí dây leo từ trong đất buồn mặt ngoài nhô ra trần mộc đem linh lung khay ngọc để vào thùng gỗ khảm vào bạch ngọc tiền lại đem đồng dạng dùng bùn đất cùng ẩn khí dây leo làm có nhân thùng gỗ cái nắp cài lên chợt nhắm mắt mở mắt mở ra có thể nhìn thấy nguyên khí đặc thù thị giác. Chỉ thấy từng đầu tinh tế địa linh nguyên khí đột ngột từ hư không hiển hiện, sau đó tại 3 mét đường kính bán cầu trạng không gian bên trong lung tung không có mục đích tụ tập phiêu đảng. Mà ở đạt tới cái nào đó nồng độ về sau, liền sẽ có một bộ phận hướng ngoại tiêu tán. Thất bại A. À? Trần Mộc nhíu mày. Chợt hắn liền minh ngộ. Linh lung khê ngọc bản thân không sinh ra địa linh nguyên khí, tự như đang triệu hoán linh khí bình thường. Đường kính 3 mét bán cầu phạm vi, đều là tác dụng của nó khu ở giữa. Khu vực này bên trong, bất kỳ vị trí nào cũng có thể sẽ toát ra địa linh nguyên khí. Đường kính 1 mét 8 thùng tắm, khẳng định không có cách nào hoàn toàn che lấp. Làm đường kính 3 mét thùng gỗ lớn. Trần Mộc lắc đầu. Lớn như vậy thể tích, không tiện mang theo, còn không bằng dưới đất đào đất hầm đâu. Trần Mộc sờ lên cầm suy nghĩ Tốt nhất làm thành một loại có thể gấp xếp, dễ dàng tạo hình, thuận tiện mang theo đồ vật Lại ba ngày Trần Mộc gian phòng trong phòng khách Tứ phương bàn tử vẫn như cũ thành thành thật thật ở tại gian phòng gốc khuất Thùng gỗ lớn tại nó bên cạnh Trở thành chân chính thùng tắm, hoàn thành nó bản chức công tác Mà ở trong phòng khách ở giữa hai cái giống như bọt khí một dạng hơi mờ mỏng chén khảm bọc tại một đợt đây là hắn đặc biệt mua tới dị thú thắng cá bong bóng cá tính chất mềm mại lại cứng cỏi là thông thiên lâu thường khí ngâm trạng lên xuống bậc thang chế tác vật liệu hai cái bong bóng cá trung gian tường kép bên trong tràn ngập màu xanh nhạt dung dịch trong đó bò đầy hình lưới ẩn khí dây leo một đoàn khói đen tung bay ở trong suốt chén tận cùng bên trong nhất chống đỡ lấy giặc dẹo trong suốt bọt khí bày biện ra 3 mét đường kính bán cầu chén. Lần này là xong rồi. Trần Mộc đứng bên ngoài, dùng đặc thù thị giác xem xét tỉ mỉ. Tại hấp thu chút ít địa linh nguyên khí sau. Một cổ nhỏ bé ba động tại dây leo bên trên xuất hiện, móc nối, tràn ngập, cuối cùng đem nội bộ địa linh nguyên khí bao khỏa, tiến tới ước thúc ẩn nấp. Nếu là một mực như thế kiềm chế tụ tập, chẳng phải là liền có thể chế tạo một cái nguyên khí nồng độ siêu cao đạo tràng. Trần Mộc ý tưởng đột phát. Hắn nhìn chầm chầm hai tầng bán cầu chơi nhìn, phát hiện xác thực không có nguyên khí tiêu tán. Nhưng nội bộ nguyên khí nồng độ nhưng cũng không có vô hạn tăng lên. Linh lung khê ngọc bản thân thì có cái hạn mức cao nhất. Trần Mộc giật mình. Không được thì không được, dù sao không chậm trễ hiện tại tu luyện. Có cái này có thể gấp xếp thắng cá bông bóng cá che đầy khí, loại đơn giản linh lung khay ngọc đạo tràng mới tính đầy đủ đầy đủ. Trần Mộc điều ra màu xám vách tường. Ngũ nguyên nhiếp khí phát, 2 593 000 nhất giai, pháp lực khôi phục không còn chế ước, xoát kinh nghiệm tốc độ còn có thể càng nhanh. Hắn lúc này giống sốc lên lều vải màn cửa một dạng, mở ra dự lưu lại môn hộ. Tiến vào loại sách tay bản linh lung trong đạo trường. Khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt mặt niệm kinh văn, tại ngọc chủng bên trong hết lần này đến lần khác tạo dựng nhiếp khí pháp phù. Chạng vạn tối, Trần Mộc theo thường lệ xuất hiện ở khách sạn lầu một đại sảnh. Ngài vẫn là như cũ. Nhân viên áo xám hỏa kế quen thuộc mà hỏi. Thấy Trần Mộc gật đầu, quay người tiến vào bếp sau, không bao lâu liền cho hắn đưa lên một bình trà nước một khay nướng hạt thông. Trần Mộc cười nói tạ, liền nhàn nhã uống trà gặm hạt thông, lỗ tai theo thường lệ mặt lên đế thính pháp, bắt đầu yên lặng sưu tập tin tức ngầm. Chỉ là nghe xong không bao lâu, đỉnh đầu đồng tâm tác liền rung nhẹ nhẹ. Thượng hoang. Trần Mộc hiểu rõ. Trước đó mập mạp này đã sẽ xây mồi sự tình liên lạc qua hắn. Bây giờ hắn không chỉ có thuyết phục mạc vô chu, vậy liên hệ với lương dịch, thậm chí ngay cả mặt tiền cửa hàng cùng hộ khách Internet đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lần nữa liên hệ, chính là vì phải phối phương động tác còn rất nhanh nhẹn trần một lúc này đem mấy ngày này cố ý chỉnh lý sửa chữa qua phối phương truyền cho thượng hoang hiệu quả đã thích hợp yếu bớt tránh dẫn tới phiền phức đồng thời cũng làm cho vật liệu cùng công nghệ càng tiện nghi đơn giản thích hợp đại quy mô sản xuất liền nhìn xem mập mạp làm sao giày vò trần một lắc đầu không quan tâm nghe xong một lát thiên hà thủy phủ tin tức ngầm qua loa ăn xong cơm tối Hắn liền chui trở về trong phòng tiếp tục xoát kinh nghiệm. Trong tay có tiền, tiền thuê nhà không lo. Trần Mộc cả ngày liền đợi tại trong khách sạn đại môn không ra nhị môn không bước. Ăn cơm tu luyện nghe lén tin tức, thời gian rất nhanh liền quá khứ nửa tháng. Khách sạn lầu một trong đại sảnh, Trần Mộc nặng ra một hạt hạt thông ném vào trong miệng, điều ra tường xám xem xét tỉ mỉ. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp, 15-10 nghìn nhị dai. Mặc dù chỉ là nhất dai, nhưng đã đủ, có thể phân ra tinh lực đi tu luyện ngũ cốc pháp phù nha. Dựa theo độ thuần thục mang đến cảm ngộ lý giải. Nhất giai viên mãn ngũ nguyên nhiếp khí pháp đã có thu lấy tinh túy năng lực. Chỉ cần học được ngũ cốc pháp phù, liền có thể tính nhắm vào rút ra ngũ cốc tinh túy. Hắn và tích cốc đang duyên phận cũng không cạn. Lúc trước thế nhưng là liên tiếp sửa chữa ra ba bản ít cốc hoàng. Bây giờ cuối cùng bắt đầu chính thức giải trừ tích cốc đang luyện chế bí pháp. Trần Mộc không khỏi kích động. Đêm nay liền bắt đầu luyện ngũ cốc pháp phu. Chương 300, Luyện Thành Canh chữ khu số 9 thông thiên lâu bên cạnh khách sạn. Trần Mộc chậm rãi mở mắt ra. Ngọc chủng bên trong ngũ cốc pháp phù càng phát ra phức tạp. Hắn đối ngũ cốc tinh nhận biết vậy theo độ thuần thục tăng lên mà tăng cường. Ngũ cốc tinh là một loại đặc thù vật chất, phổ biến tồn tại ở các loại thảm thực vật bên trong. Trong đó tồn tại chất biến sau ổn định địa linh nguyên khí. Tu luyện giả tam dịch luyện hình giáp phách đại thành, thể phách bị cải tạo quái vật bình thường cường đại. Thể phách mạnh, tiêu hao lớn, ăn một bữa một con trâu cũng không phải là nói đùa. Mà 50kg hoàng nha mễ, nhưng có thể để dạng này dạ dày vương một tháng không chịu đói. Cũng là bởi vì nó giàu có ngũ cốc tinh cùng loại kiếp trước lương thực bên trong tinh bột, nhưng cái này hiển nhiên bởi vì địa linh nguyên khí tồn tại, biến thành siêu việt phàm tục tồn tại. Trần Mộc trong lòng minh ngộ. Hắn điều ra màu xám vách tường. Ngũ cốc pháp phù, 1233 mươi nghìn, thử một chút. Trần Mộc nhìn chầm chầm độ thuần thuộc trị số kích động. Ngũ quỷ khói đen tràn ngập, hắn lúc này hào hứng móc ra một túi hoàng nha mễ. Ngọc chủng bên trong năm nguyên nhiếp khí phù như hạt đậu nành chính thể hiện bàn hình tại pháp lực trong xương khói chìm chìm nổi nổi tinh điểm tơ bạc móc nối một đoàn thành vòng xoáy trạng xoay tròn đột nhiên nhìn lại trần mộc đều coi là thấy được kiếp trước hệ ngân hà rút gọn đồ bình thường ngũ cốc pháp phù đại thể trình phưởng chú ý hình nội bộ đồng dạng che kín tơ bạc tinh điểm thể tích rất nhỏ còn không bằng một hạt hạt vừng lớn trần mộc tâm niệm vừa động con thoi trạng ngũ cốc pháp phù chui vào trong tinh hà, tiếp theo bị kéo vào hắc cầu nguyên phù. Một cổ thu lấy lực lượng trống rỗng trước người hiển hiện. Trần Mộc cũng cảm giác trong tay mình tựa như có thêm một cái máy hút bụi đồng dạng. Hắn lúc này đem cổ dị lực này nhắm ngay trước mắt màu xám túi vải. Ông! Trong túi hoàng nha mễ lập tức chấn động chập trùng. Một đoàn trắng bên trong mang theo vàng bột phấn đánh lấy xoáy bay vào trần mộc lòng bàn tay, khoảnh khắc liền tụ tập thành hai cái nắm đấm lớn một đoàn đây chính là ngũ cốc tinh trần mộc nhíu mày dựa theo ngọc độc ghi chép hẳn là màu ngà sữa mới đúng cái này hoàn bạch giao nhau thất bại a à? trần mộc không khỏi lắc đầu ngũ cốc pháp phù là đúng ngũ cốc tinh một loại miêu tả càng tường tận thu lấy thì càng tinh chuẩn lấy ra ngũ cốc tinh bao gồm có tạp chất càng ít đi Thắng ngũ cốc pháp phù độ thuần thục không đủ, thu lấy ngũ cốc tinh cũng không thuần. Lấy tay đẩy ra vải xám túi, nguyên bản hạt tròn rõ ràng, ống ánh sáng long lanh hoàng nha mễ đã biến thành một đống màu vàng sẫm bột phấn. Có thế ăn, nhưng không có vị, còn không kháng đói. Tán đi nhiếp khí pháp phù dị lực, đem màu trắng vàng nắm bột cất vào một cái màu nâu trong hộp gỗ, trần mộc không khỏi gãi gãi đầu. Cái này đồ vật vẫn còn là có thể làm thành 3.0 bản ít cốc hoàng có lần này nếm thử, hẳn là không còn may mắn tâm lý. Ta vẫn là tiếp tục lá gan đi. Thiên hà thủy phủ, chữ đinh khu. Cẩm tú cát. Khách nhân cái này liền có chút khó khăn ta rồi. Một cái hơn 50 tuổi, lão giả tóc hoa râm lắc đầu cười khổ. Ngưng khiếu bí pháp đến cùng khác biệt. Các nhà đều bảo bối một dạng cất giấu. Cho dù chợt có đoạt được, vậy ngay lập tức liền bị phủ quân lấy đi phong phú thiên hà phủ khố. Nói thật, ta tại cẩm tú các đợi 30 năm, vậy vẻn vẹn nghe nói qua hai lần ngưng khiếu bí pháp tin tức, thấy càng là một lần đều không gặp qua. Trần Mộc không khỏi thất vọng lắc đầu. Lúc trước hắn đã tận lực đánh giá cao ngưng khiếu bí pháp. Không nghĩ tới đến cùng còn đánh giá thấp. Vừa định đi, không khỏi trong lòng hơi động, thiên hà phủ quân có ngưng khiếu bí pháp. Đó là đương nhiên lão giả một mặt kiêu ngạo nói phủ quân phủ khố trân tàn bảo bối vô số đừng nói ngưng khiếu bí pháp đạo cơ bí pháp đều có đạo cơ bí pháp đúng phủ quân đại nhân thu thiện hóa rồng kinh chính là đạo cơ bí pháp nghe nói còn có một bộ thiên hà thủy pháp phủ quân môn khách phần lớn dùng pháp này ngưng khiếu ngài nếu là có thành thạo một nghề thông qua phủ quân khảo nghiệm trở thành thủy phủ môn khách cũng có thể học được bản này bí pháp lão giả mang theo dụ hoặc đối trần mộc đạo môn khách trần mộc lễ phép cười cười quay người trừ cẩm tú cát nếu có thể trở thành thiên hà phủ quân môn khách cái kia cũng không sai nhưng rất đáng tiếc có được thiên hà thủy phủ thế lực khổng lồ không phải thật sự thiên tài hoặc là có thành thạo một nghề căn bản không có khả năng nhập phủ quân pháp nhãn cùng kê lung đạo một cái sáo lộ đều là dùng ngưng khiếu pháp chốt lại rất nhiều người mới, vì chính mình một phương hiệu lực. Hiệu lực cũng không có gì, nhưng khảo nghiệm kỳ đoán chừng không thể thiếu. Rồi cùng Tống vô cực để hắn luyện đang 10 năm một cái ý tứ. Đã có Kê Lung đạo con đường, cũng không cần phải bỏ gần tìm xa lại đi gia nhập Thiên Hà Thủy phủ. Nghĩ tại bên ngoài mua ngưng khiếu bí pháp, đoán chừng là khó khăn. Trước có Kê Lung đạo, sau có Thiên Hà Thủy phủ, đoán chừng vân châu bảy đạo đều là như thế cái cách làm. Trừ phi trùng hợp đụng phải chán nản gia tộc bán sản nghiệp tổ tiên, hoặc là khai sơn đào móc tiền bối tu sĩ đồng phủ. Nhưng loại này cực xác xuất sự tình trần mộc cũng chỉ là nghĩ nghĩ liền quên mất. Bản thân cũng không có vận may như thế kia. Bảy theo phường kiểu mới hồng vân tiên y, đồng ấm hè mát, tránh bụi nhân viên quét dọn. Tự mang mùi thơm cơ thể. Mới vừa ra lò cá nướng hạt cái đầu tiểu xảo một ngụm liền có thể ăn một cái hương vị đắc ý vừa tới một tổ đồ sơn bạch hồ ngừng khiếu cao tu giám định ẩn chứa thiên hồ huyết mạch có hy vọng dưỡng thành khai khiếu đại yêu trận một lỗ tai nghe cổ quái kỳ lạ náo nhiệt gào to âm thanh lắc lắc ung dung đi chữ đinh khu trên đường cái chữ đinh khu tại thiên hà thủy phủ trung gian là thủy phủ phường thị khu phi thường náo nhiệt có chút điều chỉnh phương hướng bất động thanh sắc tránh thoát cả người cao ba thước, bắp thịt cuồn cuồn, ngực phình lên. Tiểu cự nhân bình thường thân ảnh. Trần một mắt không chấp nhìn về phía trước, không dám nhìn nhiều. Thật sự là đối phương kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ cùng khôi ngô thân hình trên lệch thực tế quá lớn. Thấy nhiều rồi sợ bị đánh. Đoán chừng là luyện một loại nào đó thiên yêu chuyển sinh pháp. Trần một tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thế chung quanh người lại không có chút nào dị dạng nhiều lắm là nhìn thấy đối phương cơ ngực nhìn hai mắt hiển nhiên đối loại này kỳ dị nhắc nhở nhìn quen không trách đi tới đi tới một tòa chiếm diện tích chừng một cái sân bóng đá rộng lớn như vậy lậu các bầy xuất hiện ở trước mắt còn không có tới gần tia sợi uyển chuyển nhạc khúc liền truyền vào lỗ tai xuyên thấu qua cửa sổ khe hở từng cái xinh đẹp thân ảnh ở trong đó nhẹ nhàng nhảy múa hồng tụ phường tổng bộ làm sao bất tri bất giác liền đi tới tới nơi này rồi? Chẳng lẽ là duyên phận đến? Ai, thiên ý như thế, có thể làm gì, chỉ có thể đi một chuyến nha. Chạng vạn tối, Trần Mộc lắc lắc ung dung rời đi hồng tụ phương. Vừa đi, một bên chép miệng. Tổng bộ đồ ăn chính là sau quỳ thuyền phân bộ ăn ngon. Chính là nghĩ ăn trực tiểu tỷ tỷ cũng nhiều, thực đáng ghét. Trần Mộc một mặt không kiên nhẫn. Nhanh chân rời đi thiên hà thủy phủ đỉnh tim phát sáng trần nhà tự hồ cùng ngoại tiếp có chỗ liên hệ, mặc dù không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng cũng có thể biểu thị bạch thiên hát dạ. Giờ phút này đỉnh tim ánh sáng mông lung, phương thị quảng trường liền sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Hợp quy tắc ba tầng lầu gỗ phân loại đường phố rộng rãi hai bên. Các loại bản hiệu treo ở cổng, nhìn hắn đáp ứng không xuể, chỉ biết là một mảnh cửa hàng, đi qua liền không nhớ được là bán cái gì rồi. Có thể đi lấy đi tới, một khối quen thuộc bản hiệu gây nên trần mộc chú ý, ngự phẩm hiên. Hắn lúc này hiếu kỳ đi tới cửa. liếc mắt liền thấy được ngồi ở sau quầy hơn 40 tuổi nho nhã trung niên nhân. Khách nhân, đã lâu không gặp. Vui dương an trên mặt mang hoàn toàn như trước đây ôn hòa tiếu dung. Trần Mộc cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Xác thực đã lâu không gặp. Vị này vậy mà thật là quỳ thuyền ngự phẩm hiên vị kia vui dương an lão bản khách nhân có nhu cầu gì. Vui Dương An đã muốn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mộc lúc một dạng, ôn hòa hỏi. À, là có chút đồ vật cần xử lý. Trần Mộc nhếch miệng lên. Sau một tháng, canh chữ khu khách sạn. Trần Mộc khoanh chân ngồi ở linh lung trong đạo trường. Tay phải đối trước người một cái gốm đen chén. Nhíp. Ông. Chồng nổi bật từng hạt hoàng nha mễ đột nhiên rung rẩy lăn lộn. Một sợi bột màu trắng đánh lấy xoáy từ trong chén bay ra, nhanh chóng tại trần một lòng bàn tay hội tụ thành châu. Cùng lúc đó, trong chén hoàng nha mễ cũng giống như bột phấn ghép lại bình thường, không còn chất keo dính, bỗng nhiên biến trở về một đám bột phấn. Trần một thủ đoạn xoay chuyển, nâng tại trước mắt. Nhìn xem lòng bàn tay trôi nổi củ lạc lớn nhỏ, thuần trắng hoàng mỹ hạt châu lộ ra tiếu dung. Ngũ nguyên nhiếp khí phát, một nghìn năm trăm chín mươi ba nghìn nhị giai ngũ cốc pháp phù, cực hạn. Xong rồi. Chương một, Biến Cố Thiên Hà Thủy Phủ, Chữ Đinh Khu, Ngự Phẩm Hiên Người muốn hoàng nha mễ Vua Dương An có chút khó khăn nhìn xem Trần Mộc Người cũng thấy đấy, ta Ngự Phẩm Hiên chủ muốn kinh doanh đang hoàng cùng dị thú vật liệu Không chiếm địa phương, giá trị cao hơn nữa. Hoàng Nha Mễ mặc dù là nhu yếu phẩm, nhưng quá chiếm chỗ, cho nên. Vui Dương An nhún vai. Trần Mộc có chút thất vọng. Hắn luyện thành nhiếp khí pháp, rồi cùng luyện thành đồ long kỹ một dạng, tay ngứa ngáy không được, đã muốn làm một nhóm Hoàng Nha Mễ tinh luyện ngũ cốc tinh. Cũng không còn dự định bán lấy tiền, đã muốn tại ngũ quỷ túi bên trong tồn nó cái trăm tám mươi cân. Cái này đồ vật cơ hồ có thể nhìn thành bán thành phẩm tích cốc đan, thể tích nhỏ, năng lượng cao, phi thường thích hợp làm mang theo người dự trữ lương. Chữ đinh khu có ba nhà cỡ lớn lương cửa hàng, ngươi có thể đi bọn hắn nơi đó mua a. À. Vui Dương An không hiểu nhìn xem Trần Mộc. Ta muốn có chút nhiều, sợ bị người hố. Trăm tám mươi cân ngũ cốc tinh, làm sao cũng được muốn bảy, tám ngàn cân hoàng nha mễ làm nguyên vật liệu. Vạn nhất có người hiếu kỳ truy tra một lần, phát hiện mình sẽ tinh luyện ngũ cốc tinh, nói không chừng liền sẽ dẫn tới một cổ tiểu phong ba. Hắn chán ghét phiền phức. Vui dương an long mày nhướng lên, nếu như là đại lượng mua. Ta đến có thể giúp chút gì chuyển đổi một nhóm. Trần Mộc lập tức vui mừng. Vậy liền chuyển đổi một nhóm. Ta ở giữa là muốn rút một chút phí dụng. Vui Dương An sớm nói rõ. Không có vấn đề. Trần Mộc lòng tràn đầy tự tin ta nhưng là mang theo trong người hơn ba vạn bạch ngọc đại hộ nhân gia, còn sợ ngươi một chút kia rút thành. Kia, 50 vạn cân đủ sao? Vui dương an đạo. Khụ khụ khụ. Thiếu một chút thiếu một chút. Hả, ta còn sợ không đủ đâu. Đi, ngươi nói số lượng. Vui dương an đạo. Trần Mộc nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngươi xem, năm ngàn cân thế nào? vui dương an cứ như vậy ôn hòa nhìn xem trần mộc không nói lời nào trần mộc cũng cảm thấy xấu hổ chủ yếu là bản thân đại lượng cùng người nhà đại lượng nó tính toán không giống a à, ta vẫn là đi lương cửa hàng mua đi trần mộc ngượng ngùng xám xịt chạy không phải liền là muốn hàng ít đi sao trần mộc thầm thầm thì thì đi ở chữ đinh khu trên đường cái chờ ta luyện được ngũ cốc tinh móc ra hù chết ngươi nếu là giới giáp ở nơi này là tốt rồi trần mộc có chút hoài niệm nghĩ đến lão đầu kia mặc kệ nhiều hay ít tiền chỉ cần kiếm hắn liền làm vui lão bản buôn bán mạch suy nghĩ không được a à. linh lợi thông suốt trần mộc sẽ đến bác trân lâu lầu hai bên cửa sổ trần mộc ngồi ở một cái tứ phương bàn về sau một bên xuyên thấu qua cửa sổ dò xét chữ đinh khu khu phố rộn rộn ràng ràng dòng người một bên chậm rãi nhắm nuốt cái này cá hầm phiến. Bác Trân lâu đầu bếp chính là so hồng tụ phường Cao Minh. Cứng mềm vừa phải, tươi mặn thích hợp, không sai. Chính vùng trọng phân tích đồ ăn dùng tài liệu, một tiếng vang thật lớn đột nhiên tại thủy phủ phía nam vang lên. Âm âm. Liên miên rung động truyền đến, trên bàn thức ăn nước canh cũng không khỏi tạo nên gần sóng. Chuyện gì xảy ra? Trần Mộc đột nhiên đứng dậy đi tới bên cửa sổ hướng về nổ vang phương hướng cực mục nhìn về nơi xa. Mơ hồ hỗn loạn âm thanh truyền đến, đại thể có thể xác nhận là canh chữ khu đông nam phương hướng. Một chút tính nôn nóng đã nhảy ra ngoài cửa sổ, vượt lên bát chân mái nhà tầng. Trên đường cũng không ít người nhảy lên hai bên đường phố lầu cao quan sát. Thủy phủ trước kia từng có loại này động tĩnh sao? Trần một một thanh kéo qua nhân viên hỏa kế. Chưa bao giờ có A. À hỏa kế cũng có chút kinh nghi bất định. Trần Mộc buông ra đối phương, chào mày. Lúc này ba đạo lưu quan từ đỉnh đầu bay qua, thẳng đến canh chữ khu đông nam mà đi. Là phủ quân môn khách. Lần này được rồi. Xem ra sự tình không nhỏ. Mơ hồ nghị luận truyền vào Trần Mộc trong tai, xảy ra chuyện địa phương ngay tại canh chữ khu, hắn cũng không dám trở về chạy. Chỉ có thể ở tại bác Trân Lâu Kiên nhẫn chờ đợi sau nửa canh giờ. Vừa rồi kia ba đạo lưu quan lần nữa từ đỉnh đầu bay qua. Xử lý xong. Trần Mộc trong lòng vui mừng. Không bao lâu, dần dần có tin tức truyền đến. Là canh chữ khu số 12 lối vào Long môn băng. Nước sông chảy ngược, chìm không ít địa phương. Làm sao hảo hảo liền băng? Sẽ không là có người làm phá hư a? À? Phủ quân môn khách nói là lâu năm thiếu tu sửa. Pháp phù thoái hóa bố trí. Thủ vệ lực sĩ phải ngã nắm mốc rồi. Đáng đời. Ra như thế lớn chỗ sơ xuất, liền nên hắn xui xẻo. Trần Mộc trên lỗ tai phủ lấy đế thính Pháp, kiên nhẫn thám thính, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi. Không phải phát sinh chiến loạn tranh chấp là tốt rồi. Cửa vào Long Môn là thiên hà thủy phủ môn hộ, tổng cộng 12 cái. Có Pháp phù tạo dựng dị lực, quy thuyền có thể đi vào nước sông lại không thể vào. May mắn chỉ là Long Môn sụp đổ. Nếu là Thủy Phủ sụp đổ. Trần Mộc đột nhiên rùng mình một cái. Sông Thông Thiên thâm bất khả trắc. Ra Thiên Hà Thủy Phủ đi lên nhìn. Hoàn toàn liền một mảnh đen kịt, không thấy chút nào thiên quan. Nếu là rơi vào cái này trong nước. Không thể không thể. Như thế đại nhất nơi sản nghiệp, Thiên Hà Phủ quân tuyệt sẽ không để Thiên Hà Thủy Phủ xảy ra vấn đề. Có lần này Long Môn sụp đổ sự cố, đối phương nhất định sẽ đối thủy phủ kịp thời kiểm tra bổ cứu. Trần Mộc trong lòng vừa thăng lên khẩn trương chậm rãi tiêu tán. Nên để ý là thiên hà phủ quân mới đúng. Trời sập có người cao nhìn chầm chầm, sợ cái rắm. Trần Mộc lúc này tọa hạ tiếp tục nghe đám người nghị luận, chậm ung dung nhấm nháp bát chân lâu mỹ thực. Ngày thứ hai Canh chữ khu số 9 thông thiên lâu 62 tầng. Tránh nước pháp quyết? Hẳn là có. Mạc Vô Chu kỳ quái nhìn xem Trần Mộc, Trần Sư Đệ không đi suy nghĩ ngủ nguyên nhiếp khí pháp, làm sao còn nghĩ tu luyện bực này không nhiều chỗ đại dụng pháp quyết. Ngủ nguyên nhiếp khí pháp? Trần Mộc xem xét mắt bản thân nhị giai nhiếp khí pháp cùng cực hạn trạng thái ngũ cốc pháp phù. Cái đồ chơi này còn dùng suy nghĩ? Giống như ta, qua loa chăm chỉ một chút, kia chẳng phải thành mà. Hả? sư đệ là ở lo lắng thủy phủ long môn băng tán. Không đợi Trần Mộc trả lời, Mạc Vô Chu liền giật mình. Sư đệ lo xa rồi. Thiên hà thủy phủ không biết tồn tại bao nhiêu năm, ngẫu nhiên ra chút ít trục trặc rất bình thường, lớn diện tích tổn hại cũng không có khả năng. Có thế vạn nhất đâu. Trần Mộc không yên lòng. Sư đệ nếu là yên nguyên lo lắng, có thể đi mua một viên tỷ thủy châu A. Mạc Vô Chu đề nghị. Tỷ thủy châu tránh nước dùng pháp khí. Đợi một chút liền đi ngự phẩm hiên nhìn xem. Ta vẫn là nghĩ luyện một chút tránh nước pháp quyết. Trần Mộc Thu liền đưa cho Mạc Vô Chu một cái màu xám túi nhỏ, nơi này là một trăm bạch ngọc tiền. Nếu không phải đủ, sư huynh liền nói cho ta biết. Pháp khí rất tốt. Nhưng nếu là ném nữa nha. Nghệ nhiều không ép thân, vẫn là học thêm chút nhi pháp quyết tốt. Được thôi. Mạc Vô Chu nhún vai, chờ sư bá xuất quan, ta đi cấp ngươi hỏi một chút. Trần Mộc lập tức buông lỏng một hơi, vội vàng chắp tay nói tạ. Phủng Nguyệt Sơn bị tuyết yêu thanh lục chiếm cứ, truyền kinh viện đều viện phù tử thất thủ. May mắn giám viện tống vô cực trong tay có phó bản. Tinh lực của người ta là có hạn, học bí pháp quá nhiều, sẽ phân tán tinh lực. Mạc Vô Chu cuối cùng vẫn là nhìn không được nói. So sánh Thượng viện Đạo Cốt Thiên Tài, chúng ta khởi điểm vốn là sau bọn hắn thấp. Cho nên tốt nhất đừng phân tâm. Muốn tìm tới một con đường, sau đó vùi đầu khổ luyện, như thế mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Sư Huynh nói quá đúng rồi. Trần Mộc mặt mũi tràn đầy cảm khái. Xem cùng nhau đi tới quỷ tích, hắn không khỏi tiếng lòng cộng minh. Sư đệ ta có thể có bây giờ tu vi, dựa vào chính là mục tiêu chuyên nhất cùng chăm học khổ luyện. Trần Mộc một mặt chân thành nói là thật sao mạc vô chu ánh mắt cổ quái luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp trở lại khách sạn trần mộc đối diện liền đụng phải mấy cái cổng bao lớn bao nhỏ thân ảnh quen thuộc mấy người đối trần mộc khẽ gật đầu liền vội vàng rời đi chuyện gì xảy ra trần mộc đi đến bên trong góc tiến đến hách lão thượng hoang hai người trước bàn tiền thuê nhà lên giá không có cách nào ở nha hách lão khổ một gương mặt lắc đầu. Tăng giá. Đây là hát cái nào ra? Cũng không biết cháy phủ quân nghĩ như thế nào, trướng liền trướng nha, có thể trực tiếp tăng giá gấp đôi. Cái này ai chịu nổi? Thượng Hoang cũng ở đây bên cạnh rung đùi đắc ý, kia bọn hắn. Trận Mộc chỉ vào mấy cái rời đi người bóng lưng. Bọn họ là dự định lên bên trên thiên hà phường ở lại. Nơi đó mặc dù không có địa linh nguyên khí, nhưng giá hàng rẻ tiền. Cách thủy phủ không xa, còn có cố định qua lại quỳ thuyền đưa đón, tính tiền tháng vé tàu cũng mới một viên bạch ngọc tiền. Tả hữu bất quá một cái chỗ ngủ. Ban ngày một dạng có thể tới nơi này làm việc. Thượng hoang hách lão từng câu từng chữ giải thích. Trần Mộc giật mình. Cái này liền cùng kiếp trước thành thị cấp một dân đi làm đồng dạng. Tiền thuê nhà quá đắt, chỉ có thể ở liền nhau thành thị phòng cho thuê mua nhà, mỗi ngày đi lại đi làm có phải là cùng hôm qua thiên long môn sụp đổ có quan hệ trần mộc nghi hoặc bảo là muốn đại tu thủy phủ cho nên tăng thuế sau đó chúng ta liền xui xẻo rồi hách lão thở dài lại tiếp tục như thế ta đều muốn đi thiên hà phường ở khỏe mạnh thủy phủ long môn làm sao lại hỏng rồi đâu đúng vậy a à. trần mộc cũng không khỏi lắc đầu vốn cho rằng vân châu so đại lương an ổn nhưng này ba năm chờ đợi luôn luôn rung chuyển bất an thế đạo gian nan a à?